Alo. Alo. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Nói chung là vợ chồng thì lấy nhau cũng thời gian thì cũng dài rồi chứ không phải ngắn. Đấy, thế nhưng mà qua cái quá trình vợ chồng sinh hoạt trước đây thì không thế, nhưng mà đến giờ này ấy thì là thế nào một vợ sinh hoạt cứ bắt sinh hoạt bằng mồm chứ ạ. Vợ xong thì trước lắm, chương trình tư vấn thì là ảnh hưởng đến sức khỏe không chị? Vâng, cái băn khoăn, cái câu hỏi của anh thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng ạ. Tôi chào bạn. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm nay 47 chị. Ồ thế ạ. Vâng, thế cô ấy làm nghề gì vậy? Dạ, cũng làm buôn bán thôi. Làm buôn bán hả? Thế kiểu quan hệ tình dục mà bạn cảm thấy không thoải mái là từ bao giờ? Dạ, chưa đến năm nay rồi. À, một năm nay tự nhiên lại xuất hiện ra một cái kiểu mới đúng không? Rất dạ. Khác so với cái kiểu trước đây mà mình vẫn làm. Dạ. Và cái kiểu đó mình rất không thoải mái. Ừ. Dạ, chưa kể là chuyện. Mình lại còn cảm thấy lo sợ về bệnh tật, rồi không biết là có việc gì không. Thế và nó tất cả những cái điều đấy nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của quan hệ tình dục của nhà mình đúng không? Vâng. Dạ. Ừ, em thì bao nhiêu tuổi? À, em ơi, 50. 50 hả? Ừ. Rồi. 50 thì cái đời sống tình dục nó cũng còn tương đối dài. Thế cho nên là chắc chắn là mình sẽ phải có những cái nó trao đổi với nhau để cho nó phải giải tỏa được cái chỗ này. Chứ không có thì không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ nảy sinh ra vấn đề đúng không? Vâng. Vợ chỉ yêu cầu mình thực hiện với vợ thôi, còn vợ có thực hiện với mình không? Không. À, vợ lại không thực hiện việc ấy với mình. Vâng. Chỉ có yêu cầu một phía thôi, tức là vợ lại yêu cầu mình phải làm chuyện này với vợ. Vâng, tức là mỗi khi vào gọi là sinh hoạt ấy thì là cứ bị bắt sinh hoạt. Thế thì đúng là vâng, thế thì đúng là thực sự khó chịu cho bạn thật, bởi vì là cái cảm nhận về cái kiểu quan hệ tình dục ở mỗi người nó khác nhau. Chứ chưa kể là của hai vợ chồng thì nó cũng không không thể nào, rất hiếm nhà có thể tìm được những cái tiếng nói chung hoặc là quá đồng thuận trong các cái hợp, người ta gọi là hợp trong cái quan hệ tình dục một cách thực sự. Có điều là bây giờ nếu như thế này thì tôi nghĩ là chỉ có mỗi một cách duy nhất là mình phải nói chuyện với vợ thôi. Nhờ, mình phải nói chuyện với vợ để mà nói chia sẻ với vợ là thực sự là mình cũng không muốn những cái chuyện như thế. Và khi mình làm như thế mình thấy rất không thoải mái, và điều đấy nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục của mình. Còn đương nhiên là bạn hỏi tôi là nó có sợ bệnh tật gì không ấy, hoặc là nếu như thế thì nó có sợ có lây nhiễm gì không, đúng không? Vâng. Thì nó tùy mức độ. Ví dụ như là mình chỉ tác động tới cơ quan sinh dục ngoài, ở phần những cái cơ quan ở bên ngoài thôi thì mức độ nó khác. Thế còn nếu như vợ lại yêu cầu là lại phải xâm nhập vào bên trong chẳng hạn thì mức độ nó sẽ khác. Tức là cả hai người, kể cả bạn, kể cả cô ấy thì đều phải hoàn toàn khỏe mạnh. Bạn không có những cái bệnh lý ở trong khoang miệng, đặc biệt là về phần lưỡi hoặc là phần môi, niêm mạc của môi á. Thế rồi kể cả cô ấy cũng thế, cơ quan sinh dục của cô ấy phải hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó thì nó đều trở nên vô nghĩa nếu như mình không thích. Và khi mình không thích thì mình không có hứng thú để làm những cái việc đó. Đấy, nó chỉ trường có bệnh hoặc là nó không tốt khi mà một trong hai người hoặc là cả hai người có những cái bệnh lý ở những cái cơ quan mà mình phải thực hiện cái việc đó thôi. Nhá. Vâng. Thế còn bây giờ thì quan trọng là về mặt cảm xúc. Đối với em bây giờ là về mặt cảm xúc, em hãy nói chuyện tất cả những cái điều đấy với vợ, chia sẻ với vợ. Thì tôi nghĩ là một người 47 tuổi, hy vọng là cái ham muốn của cô ấy nó cũng không quá là nó có thể thành cái áp lực đối với em. Thế và mình còn nhiều thứ khác nữa trong cuộc sống thì cô ấy sẽ hiểu và sẽ chia sẻ với mình cái nội dung đó nhá. Cái này thì em nói rồi, em bảo rồi, nhưng mà nói chung là tôi bây giờ thì sống vợ chồng thì nói chung là mình, anh thấy là em nạ lắm, nhưng mà nói chung là sinh hoạt cái thứ đó thì anh chẳng thấy làm ai làm bao giờ cả, mà em thì bắt anh làm, nhưng mà cô bảo là như vậy là em như thế thì để như vậy là xong đó thì bắt đầu là sinh hoạt thì nó mới có cảm hứng. Bên cạnh chị cũng đang có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, anh ấy có thể chia sẻ với em thêm một số những cái thông tin liên quan tới cái việc này nhé. Vâng, xin mời anh Đoàn giúp ạ. Alo. Ôi vâng, bác sĩ Hải cứ trêu đấy chứ, bác sĩ Hải nói là tuyệt vời rồi. Nhưng mà nói đùa chứ xin nói thêm một chút thế này này. Cái quan hệ tình dục bằng miệng nó cũng không phải là cái gì ghê lắm đâu. Thật ra thì chiều vợ cũng tốt mà.
chiều vợ mà làm cho cô ấy thấy được khoái cảm, cô ấy đạt được cái khoái cảm, chứ đâu có phải là mình phục vụ, mình là nô lệ gì đâu. Khi mà cô mà hăng hái lên rồi cô vật mình ra, cô ấy làm đủ kiểu, mình cũng lại vui mà. Ở đây thật ra thế này này, trong cái quan hệ tình dục ấy, đôi khi mình muốn ai làm cái gì cho mình làm cho người ta trước đi, trao đi rồi sẽ nhận lại sau này. Ví dụ như làm cho cô vài bữa, cô cũng quen với cái đó mà thấy tinh thích rồi, thấy rằng mình cũng hết lòng rồi, mình có bảo cô là thơm thằng bé một tí đi chắc cô cũng chả ngại, đặc biệt là mình lại rửa giấy thơm tho nữa thì cũng chả làm sao cả nhá. Cái này nó là chuyện tế nhị nhưng hoàn toàn không bẩn, không mất vệ sinh. Vâng, bạn đã nghe những lời tư vấn của chị Hải và anh Đoàn rồi chưa ạ? Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Gia Lai. Alo. Vâng ạ. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình ạ. Là hai vợ chồng em kết hôn được hơn 7 năm rồi. Bây giờ là vợ chồng em nói chung cũng bất đồng quan điểm. Em thì em yêu vợ em nhưng vợ em thì em cũng không biết thế nào nữa. Vâng. Bây giờ vợ em có một đứa con được gần 4 tuổi rồi. Mà bây giờ thì là cháu thì là hơi thiệt thòi một tí là nó cũng chậm biết nói. Giờ là vợ em có hết lần này đến lần khác là hết mọi lần là móc nối với lại, quay lại liên hệ với người yêu cũ, rồi là tìm người yêu mới, rồi gọi vợ gọi chồng nhăng nhăng nhít nhít, rồi quay ra còn đánh em, chửi em, rồi quay ra nói em thế này thế kia, rồi là em cũng có khúc mắc với lại gia đình nhà vợ. Thì tức là em ở ngoài Bắc, em vô trong này em làm ăn thì bố mẹ vợ em lo cho một tí. Nhưng mà nói chung là không được vừa lòng ông bà. Thì bây giờ là một mình em ở một đất này. Bây giờ là người tình của cô ta là dọa đánh em. Em muốn ly hôn, cô ta không cho em ly hôn. Cô ta cầm dao, cô ta dọa em rồi. Cô ta kêu là bây giờ cô ta muốn giữ em lại làm cái bình phong cho cô ta thôi. Tức là hiện nay thì bạn rất là bế tắc trong cuộc hôn nhân này đúng không ạ? Em rất là bế tắc, em không biết làm thế nào. Bây giờ em không ly hôn được. Bây giờ con thì em rất là sợ để con để đấy cho cô ta. Sau này thì có vấn đề gì thì em cũng không thể mang con đi được. Vâng, hiện nay thì bạn rất là bức xúc và cũng không biết nên giải quyết cái chuyện gia đình của mình như thế nào. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, anh chào em. Dạ vâng ạ, dạ anh ạ. Còn trẻ nhỉ? Dạ vâng, em hôm nay mới có 26 ạ. Hai vợ chồng em 1 tuổi nhau. Chung là ngày xưa thì hai vợ chồng em đến với nhau thì hai bên gia đình cũng không đồng ý. Còn quá trẻ con. Em cũng cố gắng đến với nhau thì đến bây giờ cô ta mới nói là thực ra ngày xưa cô ta lấy em cũng chỉ vì là tức cái người yêu cũ của cô ta. Cô ta có một người yêu cũ là yêu nhau được lâu lắm, từ thời học đi học cơ. Nhưng mà không đến được với nhau, là cái người yêu cô ta là không có, tức là cô ta muốn bỏ mặc tất cả để cô ta đi với anh ta, nhưng mà anh ta không có đồng ý. Nên là cô ta căm hận, cô ta nói là cô ta đi lấy chồng cho bỏ tức. Bỏ tức, với thứ hai nữa là cô ta nói là nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu. Đó. Bây giờ em cũng khó sửa những cuộc tình. Em nãy em nói là em ở ngoài Bắc vào đấy làm ăn đúng không? Em mới vào đây được chưa được 1 năm ạ. Cũng là do cô ta thôi. Cô ta dọa mang con đi nếu mà em không đi với cô ta. Thì em cũng nghĩ... Tức là con... nhà em thì trước đây cả hai vợ chồng ở ngoài Bắc. Vâng ạ. Thế xong rồi là cái gì khi lấy nhau ấy này còn rất là trẻ. Xong rồi bố mẹ vợ có hỗ trợ một chút các em làm được nhà để ở đúng không? Dạ không ạ, tất cả ông bà chỉ cho mượn để làm hàng quán rồi các kiểu thôi. Rồi. Cũng không có cái gì cả. Cũng thế xong đến lúc rồi, tức là mình thì định cư sinh sống ở ngoài Bắc nhưng vì là cô vợ cô ấy bỏ vào trong Nam. Dạ không ạ, cô ấy nói là bây giờ là ở đây làm ăn thì nó cũng là đi làm công nhân đấy. Vất vả nên là cô ta nói là bây giờ vào đây đó buôn bán được. Nếu mà em không đi thì cô ta cho con đi. Thế là mình phải đi theo, mà vào đấy thì bây giờ mình làm cái gì chưa? Hay là ngồi nhà ôm con? Dạ có chứ ạ. Cô ta thì làm hàng quán tạp hóa. Thì bố mẹ cô ta có nói với em là nói chung là hai đứa không nên ở nhà chăm cho trong một cái quán. Em có xin đi làm, nói chung công việc của em thì nó cũng không lương cao lắm. Nhưng mà cũng có thời gian rảnh để ở nhà phụ việc với vợ. Bây giờ thì về được 3-4 triệu một tháng thôi. Đấy, 3-4 triệu mà ở trong Sài Gòn đúng không? Hay Bình Dương? Không, em ở Gia Lai. À Gia Lai. Vất vả đấy. Đang ở ngoài này hai vợ chồng làm công ty. Có gì thì còn nhờ ông bà nội bà ngoại con cái, còn người nọ người kia đỡ đần cho. Không ạ, ông bà ngoại ở trong này ạ. Ông bà ngoại cũng ở trong Gia Lai rồi. Dạ, đây vâng, là cô rồi. Đây là cô về nhà cô ấy. Dạ vâng đúng ạ. À để gần ông bà ngoại rồi. Mà em nghĩ thì em cũng chán vì thực ra là em xa là ở em chiều cô ta quá. Đúng. Em có mấy cái thứ mà cũng làm cho người phụ nữ khi mà người ta không tỉnh táo thì người ta cứ bám lấy người ta làm cái mặc cảm với mình. Thứ nhất là em rất yêu con.
em thương con. Em ấy, ai cũng thương, người đàn ông nào cũng yêu con, thương con, nhưng mà cái sự yêu thương con của đàn ông người ta để giấu kín trong lòng, em thể hiện ra tội thằng bé. Xong cô nói rằng nếu mà đi là cô bế con đi, thế là em cũng cứ chấp hành tất cả những thứ mà cô ấy đề xuất, chỉ vì sợ rằng con nó khổ, sợ rằng mất con, sợ rằng không gặp con. Em cũng chẳng thể trốn ra Bắc để em bỏ con với vợ ở trong đấy, đúng không? Vâng ạ. Việc của các em chính là hai đứa còn rất trẻ và đang rất ngang bướng, chưa chín chắn để nghĩ rằng mình đã thay đổi cuộc sống. Bây giờ mình thành vợ thành chồng, đã lên bố lên mẹ, mình đến một cái nơi mới, định cư ổn định làm ăn, quan trọng nhất là bảo ban nhau nhiều, làm cho nó gọi là kinh tế. Thế còn công việc thì san sẻ, chia sẻ. Chứ còn ngồi đấy bây giờ cái tuổi một đứa 25, một đứa 24, xong rồi đã có bố lên trước bố trước mẹ, ngồi chấp với nhau từng câu, rồi đi theo dõi từng cái điện thoại hay là từng cái tin nhắn, những cái thứ đấy mệt lắm. Mà được, em phải nhớ rằng là vợ em còn đang ở cái tuổi nó bằng tuổi em thôi, nhưng mà cả hai đứa còn tuổi rất dở dở, nhiều người là còn chưa có người yêu đâu ấy, còn đi tán còn chưa có. Bạn trai em đã lên chức bố mấy năm nay rồi, thế là cũng tương đối sớm. Mình lại dứt khỏi gia đình, với lại một cái vùng quê mình quen thuộc làm ăn rồi, đến một nơi mới, mình cũng phải có cái kiên nhẫn một chút. Bây giờ này, nói chuyện với vợ này, thực ra thì bây giờ em muốn điều gì? Em muốn anh phải sống như thế nào? Nếu cô bảo rằng làm ít thôi, còn ở nhà mà trông con rồi là dọn dẹp cửa hàng với tôi, mình cũng suy nghĩ lại đi. Giá cô ấy bảo mình làm cái điều gì tệ hại thì mình còn có thể phản đối, chứ còn cái điều mà gì giúp vợ con để đôi khi cùng nhau làm ở cửa hàng có khi thu nhập còn khá hơn là làm chạy loanh quanh đi làm công. Thế rồi là đỡ trông con đi, nó bây giờ nó chậm nói kìa đấy, thì đưa đi nhà trẻ mẫu giáo để các cô kèm cặp, ngoài ra thì dành thời gian để nói chuyện với con. Bởi vì trẻ con 4 tuổi mà chậm nói rất cần có cái người, thậm chí có những người phụ nữ đã phải hy sinh là bỏ việc để ở nhà, để hàng ngày được gần gũi con, phải nói với con. Dù nó không nói được nhưng hay là nó chậm nói thì lại càng cần người lớn nói nhiều, nó mới có cơ hội, nó mới giao tiếp, nó mới kích thích, nó mới phát triển. Thế thì mình là người chủ động đi, mình đặt ra những câu hỏi và cùng thống nhất, cùng bàn bạc. Không có hy vọng rằng là sẽ có những cái thay đổi quá lớn, nhưng mà phải nhích nhích dần dần, tránh trường hợp là bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện là làm sao bỏ được này, thế người bên kia thì kiên quyết không bỏ này. Đôi khi nói vậy nhưng chắc chẳng vậy đâu. Phụ nữ mà đã ghét rồi không muốn ấy, người ta vứt đi ngay chứ người ta giữ làm gì. Chẳng có mà người nào mà cô đó, nào cô lại tuyên bố là cứ giữ để làm bình phong để tôi đi cặp bồ đâu. Cô ta về là cô ta tuyên bố thẳng với em là như này: bây giờ ấy, dù có ở với nhau ấy thì cũng không còn tình cảm. Ừ. Cô ta kể cả em có dập được người này thì cô ta có đến với người khác thôi. Thì còn lại là cô ta có nói là bây giờ cứ sống với nhau như bình phong như thế đi, để cho con có bố có mẹ, còn bây giờ cô ta cứ yêu đương nhăng nhít như nào là kệ việc của cô ta. Còn lại là bây giờ là cô ta nói rồi là cô ta hết người này đến người kia đấy. Cô ta không có yêu em nữa. Mà chỉ là bình phong thôi. Nên là bây giờ em muốn, em bây giờ em đang muốn cho con em đi rồi, em làm thủ tục các thứ, nhưng mà bây giờ nó khó cho em. Cô ấy muốn thế nhưng em không muốn thế thì em cũng phải có cái quyền của mình chứ. Anh không thể duy trì cuộc sống gia đình mà lại bình phong với này, em thích cái quan hệ với ai đi với ai. Anh thì anh không phải là người mà để mà lại có thể là mặc dù có vợ nhưng mà anh đã người phụ nữ này người phụ nữ kia được. Sống thì phải đàng hoàng, còn nếu không thì giải tán chia tay. Đăng ký kết hôn ở đâu, hộ khẩu ở đâu thì em viết đơn ly hôn. Bây giờ cũng chẳng cần thiết là cô có đồng ý hay không, mình cứ trình bày ở trong đơn là cuộc sống gia đình nó như thế đấy, tình cảm không còn, mà vợ tôi để tuyên bố rằng là cô ấy vân vân, muốn giữ gia đình để làm bình phong để cho cô ấy được sống với nhiều người đàn ông khác nhau. Nhớ rằng đơn ly hôn bây giờ một chữ ký cũng tòa người ta cũng nhận mà. Còn cơ bản nhất là em bây giờ là em muốn cho con em đi mà thực ra khó quá. Em ơi, em phải làm từng bước. Bây giờ người ta còn đang muốn giữ em để làm bình phong, để người ta cặp bồ, bây giờ lại còn đòi ly hôn còn chưa được, rồi còn bế con chạy nữa, thì
từng bước đi, em giải phóng được bản thân em thì rồi em khỏe mạnh em mới quay trở lại, em mới đón con em được. Lúc ấy cô mới thấy rằng là có rất nhiều trai nó theo đuổi, cô mới thấy đứa con nó là cái gì ạ? Nó lúc ấy không có đứa con không là bình phong, mà đứa con là cái cản trở, nhất là đứa con lại còn chậm nói nữa, cô chẳng có thời gian dành cho nó, ông bà ngoại cũng chẳng thấy ôm ấp gì. Mình có quay trở lại mình mới đón con thì nó dễ hơn, cùng một lúc làm sao mà giải quyết được mấy việc ấy, đúng không? Em cũng khó nghĩ lắm, nên là em cũng phải tham gia ý kiến của anh. Còn lại là bây giờ em nghĩ là em cũng phải... Em không làm cái việc mà em biết con em trốn đi đâu được. Làm một cách đàng hoàng, mình là người sống đúng theo pháp luật. Ở được với nhau thì tuyệt vời, cần thiết. Thế nhưng mà rồi hôn nhân nó không được như mong muốn thì chia tay cũng không phải là gì kinh khủng lắm. Mà bây giờ em cũng sợ lắm anh ạ. Vì bây giờ hôm nay đây này. Cô ta đang kêu người tình cô ta lên đánh em đây. Vấn đề của em bây giờ như này, tại sao mà em cũng không hiểu được bản thân em nữa. Em cũng muốn dứt nhưng mà em cứ nhìn với cô ta nói chuyện hay nhắn tin hay cái gì thì lại bản thân em nó cứ cảm thấy nó bực tức. Bực tức bởi vì thứ nhất là em cũng không phải là ghét cô ấy, em vẫn còn yêu cô ấy, nhưng mà em chỉ ghen thôi. Trước mặt mình, vợ mình mà đứng nói chuyện với, nhắn tin với, hẹn hò với người khác, lại còn cặp với nhau, lại xông về đánh mình thì chả tức à. Nhưng thực sự thì em vẫn trong lòng vẫn còn tình cảm, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà cái tình cảm mà sống ở trong một tình trạng em đang bị bạo lực gia đình bởi người vợ và người tình của cô ta, em không giải thoát rồi, có lúc em phải lên tiếng, em phải kêu cứu, em phải giải thoát bản thân, đừng nghĩ đến con vội. Khi nào người bố người mẹ phải tự đứng vững được thì lúc ấy mình mới làm được chỗ dựa cho con. Còn thân của mình hiện nay còn đang ngồi đây lo, tí nữa là vợ nó đưa cả bồ nó về đánh mình, thế còn thương con làm sao được. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn ạ. Vâng, bạn hãy từ từ giải quyết từng việc của mình bạn nhé. Vâng, chào bạn. Alo. Chị ạ, em muốn hỏi chị, vào hôm nay em 38 tuổi ấy. Em đã chia tay vợ 5 năm rồi ấy. Em có một người con nhưng mà em chia tay rồi, nhưng mà thực ra từ giờ đấy đến bây giờ em cũng chưa yêu ai và chưa quan hệ với ai. Và vâng, hàng ngày thì em cứ bị mắc cái bệnh là thủ dâm ngày 2 lần, thì cho em hỏi ý kiến là nó có vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn xem là cái việc mà bạn làm như thế thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không nhá. Vâng, xin chào. Tôi chào bạn. Chào bạn, em chào chị ạ. Bạn 38 tuổi, hiện nay đang sống độc thân đúng không? Dạ vâng. Thế bạn không phải nuôi con à? Con vợ nuôi à? Em có ạ, tức là em cuối tuần là em đón ạ, thứ sáu. Cuối tuần thì lại đón con, xong rồi đến thứ bảy chủ nhật rồi lại mang nó về. Vâng. Bạn làm nghề gì vậy? Em làm công chức ạ. Làm công chức à? Dạ, vâng. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Thế à? Thế dạ, không vâng. Có ý định tái hôn à? Em cũng không có ý định tái hôn chị ạ. Vì em muốn là nghĩ là khi mình tái hôn thì mình sẽ bị mất cái cân đối về tình cảm con cái, mà bây giờ có đúng một đứa con mà bị phân tán đi thì em cũng sợ cái điều đấy. Em không muốn tái hôn ạ. Nói chung là bạn cũng khá là bản lĩnh đấy, tại vì tôi thấy đàn ông, nhất là ở tuổi như của bạn mà lại ở một mình lâu như vậy rồi á, thì cũng rất là khó đấy. Đàn ông thì thường là người ta rất có nhu cầu rất cao về chia sẻ, rồi là về những cái vấn đề khác trong cuộc sống, kể cả vấn đề về quan hệ tình dục nữa. Chính vì thế mà bạn 5 năm mà bạn chưa tái hôn thì đúng là bạn cũng khá là có bản lĩnh đúng không? Bạn làm công chức thì tôi nghĩ là cuộc sống của bạn chắc là các mối quan hệ của bạn nó cũng khá là nhiều đúng không? Mình cũng đi làm 8 tiếng à? Dạ vâng ạ. Thế thì một ngày bạn tự thủ dâm 2 lần thì bạn thủ dâm vào thời gian nào? Em cứ thường thường vào khoảng 2 lần, thì vào một lần là buổi sáng hoặc là buổi tối đấy ạ. Khi đi ngủ ạ. Mà còn rơi vào tình như thế ạ. Ngày nào cũng làm chuyện này à? Vâng ạ. Mỗi lần xong như thế thì mình có cảm thấy mệt không? Em cảm thấy không ạ. Em cảm thấy nó bình thường rồi ạ. Thực ra thì tôi nghĩ thế này. Thủ dâm nó cũng là một cái cách để nó giải tỏa cái áp lực rất là an toàn. Trong khi thì mình thì cái đời sống tình dục của mình nó không ổn định lắm đúng không? Thế mà mình thì cũng là công chức nữa, rồi mình cũng lo, rồi có con có cái. Mình cũng không muốn là mình quan hệ ở ngoài, rồi sau này tiếng tăm nó không tiện đúng không em? Đấy, thế cho nên mình chọn cái cách đấy. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là có lẽ là cố gắng để mà điều tiết lại cái cảm xúc về tình dục của mình,
Chứ còn em 38 tuổi mà ngày nào em cũng thực hiện cái việc đó, thậm chí là tới 2 lần một tuần, chị sợ là nó sẽ trở thành một cái phản xạ, người ta gọi là phản xạ có điều kiện ý. Hiện tại bây giờ có thể nó chưa ảnh hưởng gì, nó do hai phần. Đó là cái chất lượng thủ dâm của mình. Ví dụ em biết em đã từng có vợ rồi, em biết mỗi một lần quan hệ tình dục thực sự là cơ thể mình nó rất là mệt, đúng không em? Nó mất nhiều, rất nhiều năng lượng và nó đòi hỏi mình phải có cái thời gian để mình bồi phục lại cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình. Thế bây giờ vì mình thực hiện cái việc thủ dâm cho nên có thể mình cắt rất nhiều các công đoạn. Chủ yếu là mình chỉ kích thích để cho nó giải tỏa cái áp lực và cao nhất là xuất tinh. Chính vì thế nếu tình trạng này kéo dài có thể không ảnh hưởng tới sức khỏe của em, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái cảm xúc tình dục của em. Chị thì chị sợ là nếu khi mình tìm được một người để mình có ý định tái hôn chẳng hạn, thì cái chất lượng quan hệ tình dục của mình nó sẽ có vấn đề với bạn gái mới. Cũng có thể nó cũng nhiều khi, bởi vì bây giờ cái này là em đang tự quyết định và em điều khiển cơ thể em quen với một cái ngưỡng kích thích. Nó là như thế này, nó đang ở mức độ này. Đấy, thì nên thận trọng. Cái này em tự điều phối được mà. Chị biết em là người rất có bản lĩnh đấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Alo. Dạ vâng ạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Em có con dâu là sinh năm 1990. Vâng. Thì chồng cháu thì sinh 1986. Mà hai vợ chồng cháu là sinh được là hai cô con gái rồi. Một cô học lớp 4 mà cô nó mới học lớp 2 rồi mà bây giờ là muốn sinh mà hai đứa vợ chồng nó khỏe mạnh mà nó lại bây giờ tự nhiên lại không bé được. Thế là muốn hỏi cửa sổ tình yêu bác sĩ Hoàng Thị Hải này là nó do vấn đề nó như thế nào mà cháu nó muốn sinh thì bây giờ phải làm. Vâng, con trai con dâu của anh thì đã có hai cháu rồi đúng không ạ? Và bây giờ muốn sinh thêm một cháu nữa đúng không ạ? Vâng. Và rất là khó để có thể mang thai. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Vâng. Vâng, tôi chào anh. Chào bác sĩ. Anh là ông nội à? Dạ vâng, em là ông nội. Bây giờ lại cứ mong muốn cô ấy làm sao sinh được đứa cháu trai nữa. Vâng. Thực ra thì nói thật với anh là kể cả sinh nữa chứ được trai hay gái thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều thứ anh nhỉ. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà thôi, cái đấy nó cũng là nguyện vọng, chắc cũng không phải chỉ của riêng anh mà cả hai cháu nó cũng mong muốn. Tuy nhiên thì nó cũng còn chưa thuận lợi thôi. Con dâu anh là sinh năm 87 phải không ạ? 90. À 90, vâng. Thế thì năm nay bạn ấy cũng mới chỉ độ 29-30. Vâng. Vâng. Cháu thứ hai nhà anh là mấy tuổi rồi ạ? Học lớp 2 rồi. À cái bạn bé đấy học lớp 2 rồi. Dạ, vâng. Từ năm nay cháu sinh tuổi. Lắm mà bây giờ muốn sinh một em nữa mà không sinh được. Vâng. Thực ra bây giờ thì 90 thì nó cũng chưa phải là nhiều tuổi lắm. Vâng. Tuy nhiên thì trong cái tiền sử sản khoa thì nó cũng đã từng có những cái vấn đề liên quan tới mổ nội soi gì đó đúng không anh? Dạ vâng. Vâng. Hai bạn ấy phải đi kiểm tra toàn bộ cái hoạt động cơ quan sinh dục của cả hai bạn ạ. Tức là cả bạn chồng và bạn vợ để đánh giá xem là cái khả năng có thai tự nhiên của hai bạn ấy bây giờ nó như thế nào. Vâng. Trứng thì nó cũng như cái chùm nho ấy, nó có rất nhiều quả anh, mỗi tháng nó sẽ có một quả nó rụng ra, chứ còn trừ những trường hợp đặc biệt ví dụ ung thư buồng trứng chẳng hạn thì chúng tôi mới phải can thiệp xử lý cắt toàn bộ cái buồng trứng đấy. Và bây giờ ấy, thì nếu mà khám thì phải xuống hẳn những bệnh viện mà nó có chuyên khoa về hỗ trợ sinh sản. Vâng. Thì người ta mới khám tổng thể được cho hai bạn ấy luôn. Đánh giá kể cả bạn con dâu anh ấy, người ta cũng phải kiểm tra lại buồng trứng, rồi vòi trứng, tử cung, xem là có vấn đề gì không. Nội tiết của bạn ấy xem bây giờ nó còn tốt không hay là nó có vấn đề gì rồi. Đối với con trai anh thì thậm chí là người ta còn phải làm lại xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá cái số lượng và chất lượng tinh trùng nữa ạ. Và không biết là qua vài năm, gần chục năm con nó lớn rồi thì tinh trùng của bố nó còn ổn không hay là nó lại dị dạng rồi nó móp đầu vân vân. Rất nhiều những cái yếu tố khác mà nếu hai bạn ấy, tôi phải nói đi nói lại với anh là chỉ khi hai bạn ấy thực sự muốn và hai bạn ấy tự nguyện làm thì mới được thôi, chứ còn chắc là cũng không ai ép được đâu nhá. Vâng. Thế anh cứ trao đổi với con như vậy. Em hỏi bác sĩ là muốn đi khám thì khám ở bệnh viện nào là chính xác nhất ạ? Ở Hà Nội. À vâng, ở Hà Nội thì hiện nay có nhiều bệnh viện lắm ạ. Anh có thể xuống bệnh viện phụ sản Hà Nội ạ.
nó nằm ở 996 Đê La Thành. Anh có thể xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương ạ. Vâng, nó nằm ở trên đường Tràng Thi. Rồi bây giờ kể cả Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bệnh viện Bưu điện, rồi có hẳn một bệnh viện chuyên về nam khoa và hiếm muộn, là những cái cơ sở y tế người ta có cái chuyên khoa riêng về hỗ trợ sinh sản mà anh. Ở đấy người ta có điều kiện người ta thăm khám cũng như là sẽ xử lý được cho mình trong những cái trường hợp nó có vấn đề. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Vâng chị ơi, trước đây em cũng nhiều người mà. Vâng, trong một thời gian đấy cũng em yêu nhau nhưng mà chúng ta đến của bạn là hai bên có lại là có cái lễ đi lại rồi mà. Vâng. Dạ vâng, trong thời gian em đi học đấy. Vâng. Thì đôi lúc thì bọn em cũng có đôi lúc có chuyện xảy ra xích mích với nhau. Vâng, trong thời gian lúc em gần tốt nghiệp đấy, em đi thực tập về thì em với cô ấy thì đôi lúc về cãi nhau rồi đến lúc hai bên nóng nảy nhau mà. Thì đấy thì em với cô ấy hai bên không nhau nhường nhịn nhau, em đôi lúc em tính thanh niên hùng bồn, em nói cô ấy là đàn lễ anh. Thì trong thời gian ấy cô ấy tức quá, bây giờ ấy, trong thời gian em đã hoàn thành đi học về xong rồi ấy, tốt nghiệp ra trường rồi. Bây giờ em về nhà, em đôi lúc em lên nhà nhưng mà cô ấy thì đôi, cô ấy không hài lòng với em lắm. Thì nói chung là bên hai bên gia đình thì cũng không sao cả. Thì bây giờ em muốn là nhờ xin ra tâm lý học để tại thích cho em câu hoàn hại. Vâng, tức là giữa hai gia đình đã có buổi gặp mặt coi như là chạm ngõ đấy ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà giữa hai bạn thì có những cái vấn đề xung khắc và cãi cọ nhau. Dạ vâng. Vâng, và hiện nay thì... Em đã đi học về tốt nghiệp ra trường rồi ạ. Vâng, còn cô ấy thì... Cô ấy đi làm ở công ty ạ. Vâng, và hai bạn thì vẫn đi lại, vẫn gọi điện quan tâm tới nhau chưa ạ, hay là như thế nào? Trong thời gian cãi nhau thì em điện cho cô ấy, cô không thèm nghe máy ạ. Vâng. Vâng. Và hiện nay thì bạn cũng không biết là làm cách nào để có thể trở lại cái tình cảm như xưa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì em tốt nghiệp thì em nhà cô ấy gần nhau thôi, thì đôi lúc buổi tối em vẫn lên nhà cô ấy, thì lên thì hai người chẳng nói chuyện với nhau gì, cô ấy cũng vẻ mặt rồi cũng tức giận em mà. Vâng. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên. Ừ, em ơi thế này này, các em mặc dù em đang đi học này mà ở nhà ngày xưa cũng đã làm cái lễ dạm ngõ này, chứng tỏ là ngày xưa cũng phải yêu nhau lắm lắm đúng không? Nhiều lắm thì mới làm thế, mới nhận chỗ đấy. Đề phòng ở nhà có trai làng nó lấy mất. Thế thì mới dạm ngõ. Thế còn thì em nói rằng là trong cái thời gian xa em đi học rồi cô ở nhà cũng hay có những cái xích mích cãi cọ và không ai chịu nhường ai. Thường các em xích mích cãi cọ về những vấn đề gì? Ghen tuông nghi ngờ hay là do tính cách không phù hợp hay là cô ấy nói nhiều hay là em thế nào? Không phải là cô ấy, em không phải ghen tuông mà em xích mích với nhau về cái chuyện vấn đề là cô ấy, tính cách của cô ấy. Bởi vì đôi lúc cô ăn nói với em như là bạn bè ấy, bạn ấy, cô ấy. Cô ấy nói chung không với em mà em bảo cô em ấy, em nói với bạn bè em như thế được, đừng nói với anh câu như thế ấy. Vâng. Xong đấy cô lại cãi nhem nhẻm đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Bảo chỉ nói thế thôi. Vâng. Ừ. Thế xong rồi, từ đấy rồi cứ chỉ có thế thôi mà chuyện cứ ngày một to lên. Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Ừ, em nhiều hơn cô ấy nhiều tuổi không? Em hơn cô ấy 2 tuổi thôi ạ. Ừ, có thể thế này này, không hơn quá nhiều tuổi này, em lại còn đi học, trông nó lại cứ trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên. Dạ vâng. Thế xong rồi, cô ấy nhiều khi cũng không nghĩ rằng là dù sao chăng nữa cũng phải một anh em rồi cũng phải ngọt ngào thế nọ thế kia. Dạ vâng. Đây lại cứ nói như bạn bè. À, tí có làm gì chở đi chơi nhá, hay là tí có bận xuống chơi chẳng hạn, nói kiểu thế gì. Vâng, chứ giá mà anh ơi thế lát nữa có gì nếu không bận thì chở em đi mua đồ một chút nhá thì chắc là hài lòng đúng không? Dạ vâng anh ơi, nhưng mà anh ơi, nhưng đôi lúc là em ngày lễ ngày tư ngày tết ấy, ngày lễ em đi học em nghỉ học đấy, em về quê ấy. Mà mời bảo cô đi chơi nhưng mà cô bảo em không đi chơi với anh, nhưng mà em đi chơi bạn em còn vui hơn là đi chơi với anh. Ôi chết, thế sao lại cô này lại trẻ con thế nhỉ? Dạ. Thế sau những lúc ấy thì em làm như thế nào? Trong đôi lúc đấy em cũng phân vân không biết mình là thế nào để thuyết phục được cô ấy. Ừ, đấy là cái lúc cãi nhau rồi, rồi nói dỗi thế hay là bình thường cứ người yêu nhưng mà về thì thà đi chơi với bạn vui hơn?
Dạ vâng, nhưng cái đấy vấn đề đấy em không để ý đến ạ. Vâng. Thế này này, có lẽ chuyện thì mâu thuẫn không lớn, dạ nhưng vâng. cứ cái bé nó xé ra thành cái to, cái lành nó lại ra cái dữ. Chỉ vì cứ câu ăn câu nói thì chấp nhau từng cái nọ cái kia. Thành dạ ra là, chứ anh tưởng thế này, cô này là tính cách cô ấy ngang lắm anh ạ. Ồ. Ngang lắm, bướng. Ngang bướng hả? Vâng. Em thì lại có vẻ cũng hơi hơi ra trưởng tí đấy. Tức là cái gì nó phải ra cái ấy, có bề, có bậc, có thứ, có bậc. Anh ra anh, em ra em, vợ ra vợ, chồng chồng, chứ mà không được hỗn kiểu như dạng, đúng không? Trong vâng. khi thì cô lại ngang ngang. Dạ vâng. Nhưng anh nghĩ rằng là cái đấy là cái gọi là cái xích mích mâu thuẫn nó không lớn. Vâng. Nếu mâu thuẫn nhau về cái lối sống chẳng hạn, như mình thì rất trân trọng sức lao động, mình thì rất là quý giá đồng tiền làm ra, trong khi cô là người hoang tàn, chỉ có vâng. trông thấy ai giàu có thì ngớp mắt lên, xong rồi chỉ ăn chơi đua đòi, ăn diện lười làm chẳng hạn, thì phải làm vấn đề lớn, vì nó là cái quan điểm, cái quan niệm sống, rồi nó là tính cách rồi. Nhưng còn đây thì nó là những cái sinh hoạt hàng ngày. Anh nghĩ rằng có thể một là uốn nắn nhau dần dần, hai là có thể cũng bỏ qua một tí cũng chả làm sao, không phải lúc nào cũng trịnh trọng anh nọ em kia. Và trong cái cuộc sống hàng ngày, mình là con trai, đàn ông đôi lúc cũng đừng chấp vặt quá. Được như vâng. thế mới sống được, chứ sau này cuộc sống vợ chồng nó còn kinh khủng lắm ấy chứ nhá. Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả. Dạ vâng, chào, xin chào chương trình ạ. Vâng, tôi có thể biết câu hỏi của anh là gì được không ạ? Dạ vâng. Em hiện nay là đã gia đình là đã có vợ và coi như là có 4 con rồi. Vâng. Nhưng mà hiện nay là coi như là vợ đi ra ngoài coi như làm và đã coi như ngoại tình, thế là có nghĩa là em đã về đã khuyên ngăn coi như là can bảo và coi như là đã nhận lỗi và đã em đã tha thứ cho. Vâng. Và em yêu cầu là chỉ cần ứng xử có văn hóa với mọi người và coi cắt đứt mối quan hệ đấy. Thế nhưng mà coi cũng đồng ý, nhưng mà bây giờ hiện nay là ứng xử vẫn thiếu văn hóa đấy, thì em coi có nhắc nhở khuyên bảo, nhưng mà rồi coi như là tự ái dân đỡ thì là bỏ đi, rồi là hiện nay lại còn đòi định viết đơn ly hôn đấy, thì em muốn chương trình gọi là tư vấn giúp em là hiện nay là em phải ứng xử hay giải quyết thế nào và coi như là làm ra làm sao như nào thì mong đài tư vấn ạ. Vâng, trước hết là xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh gia đình của anh. Theo như lời anh kể thì gia đình của mình cũng không được hạnh phúc cho lắm, đúng không ạ? Vâng. Và anh cảm thấy rất là buồn khi mà vợ có nhiều cái ứng xử nó không được hợp lý lắm trong các mối quan hệ. Chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu sẽ tiếp chuyện anh và chia sẻ nhé. Xin mời chị vâng. Mùi ạ. À, vâng, xin chào bạn. Vâng, chào bạn anh. Đã có 4 con rồi. Dạ vâng, em có 4 con rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 51 tuổi ạ. À, 51 tuổi. Vợ bạn thì bao nhiêu tuổi? Dạ, vợ em năm nay là 43 tuổi ạ. À, 43. Như thế tức là hai bạn cũng chênh nhau khá khá tuổi. Vâng. Trước khi mà chị đi ra ngoài rồi có cái ngoại tình như này thì cái quan hệ của hai bạn như thế nào? Em ấy thì là trong cái thời gian năm 2017 em có xây một cái căn nhà. Thế thì vợ em đi ra ngoài làm thì coi như là cũng chẳng coi có tham gia gì, như em đoái hoài gì cả. Mỗi một mình em năn nộn em làm ở nhà thôi. Vợ em cứ tăm tăm biệt biệt, đi sớm về muộn thì giờ rất khi là không phù hợp. Thế thì coi như em cũng không coi như là để ý đến. Em nghĩ là vợ chăm làm như thế thì cũng thôi, thì cũng để kiếm tiền, tăng thu nhập để coi như kiến thiết nhà cửa. Nhưng không ngờ coi như là về sau em mới phát hiện được ra là ngoại tình, thì em mới bắt gặp được. Về sau coi như xin lỗi thì là em cũng tha thứ cho anh em, yêu cầu là ứng xử văn hóa, nhưng mà cuối cùng coi cũng vẫn tiếng nào tật thấy cả, coi như là có thay đổi gì cả. Cái mà bạn nói là cần phải có một cái ứng xử văn hóa, nhưng mà người vợ của mình vẫn không làm được, thì bạn có thể nói một cách nó cụ thể hơn đi. Dạ, với người bạn trai, người thứ ba đấy là ngoại tình ấy, thì điện thoại điện thông là coi như ăn nói coi như thưa với anh em ngọt ngào lắm. Rồi. Nhưng mà chồng thì coi như em gọi điện đến chỗ nào ấy thì toàn gọi chồng là nó thôi. Thế mà thứ hai nữa là đến khi về nhà đấy thì những cái câu văn ăn nói nó cũng không được văn hóa, và hai nữa là nhiều khi là coi thường chồng. Đây là em cũng nó nan giải, em cũng không muốn kể, nhưng mà ăn nói là nó thiếu văn hóa nên em coi như là bực, em nói em chỉ bảo, nhưng mà cuối cùng dân dỗi là bỏ đi. Là coi như bây giờ về gọi bên đằng ngoại sang bắt đầu coi như đón ông là chở đi, đằng ngoại thì cứ coi như một mặt là coi bộ là cắt đất chia tay giải tán,
À, như thế tức là ở đây là nhà ngoại cũng đã biết về cái mối quan hệ của hai bạn nó không được bình thường. Nhưng mà nhà ngoại thì lại có ý kiến là sẽ chia tay. Thế mà mình đã có 4 con với nhau rồi. Thế hiện nay thì cháu lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, cháu lớn nhất năm nay là 20 tuổi ạ. 20 tuổi. Thế khi mà mẹ cứ đi như vậy thì cái việc chăm sóc các cháu nhỏ nhất thì nó bao nhiêu nhỉ? Bạn nhỉ? À, cháu nhỏ nhất cái năm ấy là cháu mới đang đi học mẫu giáo, cháu mới có 5 tuổi ạ. Năm nay thì cháu lên lớp 1 rồi ạ. Bây giờ là lên lớp 1 rồi. Vợ của bạn có chăm sóc các con được nhiều không? Dạ, cái thời điểm ấy hầu như là không chăm sóc gì ạ, rồi bỏ mặc coi như đi sớm về muộn rồi thì là hầu như là em một mình em coi như là chỉ có chăm sóc với gia đình nhà cửa rồi là con cái thôi ạ. Rồi, bạn có thể nói cho tôi biết một chút về cái việc là hai bạn đã đến với nhau như thế nào và suốt trong cái quãng thời gian mà từ lúc mình lấy nhau cho đến cái khi mà vợ ngoại tình đấy thì cái mối quan hệ của hai bạn nó ra sao được không? Dạ vâng ạ, thật với chị là trong quá trình khi ở nhà thì hai vợ chồng rất thương yêu nhau, mà em hoàn toàn tin tưởng vợ em, mà hoàn toàn coi như là thương yêu vợ con em, thế em tin tưởng vợ con tuyệt đối, mà em thương vợ thương con lắm. Thế cho nên em không tin những câu chuyện nó xảy ra. Thế em mà trước khi đi làm em đã dặn dò kỹ từng tí tí một, đừng có làm cái chuyện xảy ra chuyện gì, nếu mà xảy ra chuyện gì chỉ có đào nỗ chung rất thôi, nhưng mà vợ em nó cứ cố tình làm đấy, thế nên em buồn chán. Thế coi như là về còn phát biểu với em một là coi như là bỏ em mà lấy ai hơn em thì coi như là sẽ lấy, và coi như là vì sao em một thế là như thế, là em phản bội anh một, vì sao mà phản bội. Thế nên trong cái quá trình ở nhà là vợ chồng rất là vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà ra ngoài cái là bị gọi như là thay lòng đổi dạ chị. Theo như bạn nói như vậy tức là vợ bạn mới đi làm chứ còn trước kia là hoàn toàn là ở nhà thôi. Vâng. Đi làm được mấy năm rồi? Dạ mới cái thời điểm đấy là đi làm được khoảng cỡ gần một năm thôi ạ. À, tức là vào cái khoảng trước khi mà bạn xây nhà đấy là cũng khoảng năm 2017, trước 2017 một chút. Bạn thì ở nhà làm gì? Dạ, em đi làm mà cũng là đi làm thuê thôi ạ. Đúng là chẳng ai muốn nó có một cái chuyện như thế này xảy ra. Tuy nhiên thì thật là không may cho bạn mà cái việc nó lại xảy ra mất rồi. Tức là cái người vợ của mình suốt trong nhiều năm mà mình có thể nói là phải hơn 20 năm, vì con đầu của mình đã 20 tuổi rồi. Dạ vâng. Lấy nhau rất là êm ấm, cùng ở nhà rồi là bảo ban nhau làm ăn rồi nuôi con nuôi cái. Thế nhưng mà đến cái khi mà người vợ có một cái điều kiện để đi ra ngoài làm ăn rồi, không biết cái gì nó đã xảy ra mà cuối cùng thì người vợ lại thay đổi như thế. Bây giờ thì bạn không muốn bỏ người vợ một chút nào. Vâng, em nói thật chuyện em thương các con em và các cháu, con em còn nhỏ quá, rồi chưa trưởng thành. Thông thường thì cả vợ cả chồng chứ cũng chỉ chẳng riêng gì người chồng đâu, đứng trước những cái mâu thuẫn nào đó trong cái quan hệ vợ chồng mà đôi khi người ta cảm thấy không hàn gắn được, nhưng mà người ta cũng vẫn nghĩ đến con cái vì rất là thương con. Kể cả trong trường hợp mà con lớn rồi nhưng mà nó chưa xây dựng gia đình chẳng hạn thì cũng vẫn muốn là có bố mẹ nó được đàng hoàng thì lúc con xây dựng gia đình nó cũng thuận lợi hơn. Thế nhưng mà trong cái trường hợp của bạn thì cháu nhỏ nó mình chỉ học lớp 1 thôi. Thực sự ra là như này, các cụ nhà mình ngày xưa cũng rất hay nói một cái câu, tức là mình chỉ giữ được người ở lại mà không giữ được người ra đi. Vì thế cho nên là đúng là con còn nhỏ thì mình rất là thương các con và mình rất muốn ổn định gia đình. Thế nhưng mà ở đây đấy thì ban nãy tôi cũng có nói với bạn là chắc chắn ở về phía người vợ của bạn phải có một cái tâm tư nào đó mới quyết ra đi như vậy. Cũng như là ở về phía gia đình nhà ngoại cũng phải dựa trên một cái suy nghĩ nào đó, một cái sự việc nào đó mới ủng hộ cái việc là con gái của mình có thể chia tay. Chúng tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi rất là mong là bạn có thể sẽ phải ngồi lại với vợ để trao đổi một cách thật là kỹ lưỡng, xem là có những cái điều gì khiến cho cô không hài lòng để mình cùng dàn xếp lại. Và nếu như cái người phụ nữ mà người ta đã quyết ra đi rồi thì cũng có thể là mình cũng không thể giữ nổi, và lúc bấy giờ cái giải pháp quan trọng nhất lại là mình làm thế nào để có thể cho các con đỡ khổ nhất, đỡ bị ảnh hưởng nhất bởi cái việc mà mình có thể bị chia tay bạn nhá.
Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp cho anh có được cái sự lựa chọn để giải quyết chuyện gia đình của mình. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Chào anh có thể nói câu hỏi của mình ạ. Em có gọi là nhờ chương trình, em là vợ chồng nó sống hạnh phúc. Vâng. Được 5 cháu, 5 đứa con, 3 2 trai 3 gái. Vâng. Bây giờ 2 trai đầu có gia đình và gái thứ 3 cũng có gia đình rồi. Còn 2 cháu gái thôi, một gái đi đại học ở Đà Nẵng, còn một gái đi út thứ 5 đang học, vợ thì đi dạy. Còn em giờ ở nhà là phải làm nghề nông, làm đi làm thần lê suốt ngày. Nhưng mà em muốn hỏi chương trình tư vấn chuyện hai vợ chồng tình dục, vợ nó có đi điều kiện hơn, có sức khỏe hơn, thì em nói với chị vợ là anh cũng biết em là làm hàng ngày vất vả rồi, nhưng mà vất vả rồi chị đầu óc, còn em đi làm anh thì vất vả bằng chân tay. Tôi mới hôn được mát cho ra các bạn cái tình cảm vợ chồng, nhưng mà mình phải giữ sức khỏe để cho con cái nữa. Nhưng mà khi chuyện sinh dục của vợ nó đòi hỏi cao quá. À thế ạ, vâng. Còn em thì nói vợ ra một tháng thì anh chỉ đóng thuế cho em 3 lần là ok rồi. Anh còn giữ sức khỏe hạnh phúc cho nhau nữa. Vâng. Mà vợ là bị đòi hỏi anh hại luôn đó. À thế ạ, vâng, cũng rất là chia sẻ với anh, nhưng mà anh cũng có trò chuyện gì với vợ để hiểu hơn về cái tình trạng của vợ không ạ? À, vợ thì nó đòi hỏi tháng 6-7 lần, anh nói vợ nhiều rồi, vợ nó khó lòng lắm, bắt buộc anh đáp ứng được. Anh muốn hỏi chương trình để tư vấn cho anh. Vâng. Cách nào? Vâng. Câu chuyện của anh thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời chị. Tôi chào bạn. Tôi nghe câu chuyện của bạn với bạn Huyền rồi. Tôi muốn hỏi là năm nay vợ bạn bao nhiêu tuổi ạ? Là cảm ơn chương trình, em năm nay là 53 tuổi. Thế còn vợ thì bao nhiêu tuổi? Vợ thì 52, chồng nhiều hơn vợ 1 tuổi. Vợ 52 á? Dạ. Thế à? Thế kinh nguyệt của cô ấy còn tốt không? Kinh nguyệt của cô vẫn bình thường. Vẫn đều đặn bình thường à? Vẫn bình thường. Cô ấy làm giáo viên thì là dạy cấp mấy ạ? Vợ dạy cấp 2 kìa. À, dạy cấp 2 à? Em ở nhà đi làm thần lê đấy. Tôi cũng nghe câu chuyện của bạn với bạn Huyền. Đúng là cái nghề giáo viên bây giờ cũng rất là vất vả. Người ta cũng nhiều áp lực lắm ấy. Ở trường rồi áp lực từ phụ huynh, rồi áp lực từ học sinh, rồi áp lực từ giáo dục vân vân. Nên là những cái người mà làm giáo dục thì thường người ta rất là mệt mỏi. Mỗi một ngày bây giờ thì rất nhiều những cái vụ bạo lực học đường làm cho người ta phải phân tâm, rồi là kể cả thời gian phải chờ học sinh về hết rồi mình mới được về, chứ không phải được về ngay. Thành ra là những cái người làm giáo viên, người ta rất cần được cái sự giúp đỡ cũng như là chia sẻ của người thân, đặc biệt là như bạn, trong trường hợp như bạn. Tôi nghĩ là về mặt gia đình thì chắc không có vấn đề gì lắm nhỉ. Bạn ở nhà thì cũng rất là yêu thương vợ. Quá anh có cái chị cái chuyện tình dục vợ đòi hỏi cao quá, thì em bảo vợ rồi là ta tình cảm với vợ chồng thì biết bao nhiêu thì vừa, nhưng mình bị giữ mức độ thôi, còn để giữ sức khỏe lại lo cho con cái nữa. Tôi thấy cái sự chia sẻ của bạn là rất là đúng. Thứ nhất là mình rất là cởi mở. Thứ hai là mình phải biết lượng sức mình. Đúng rồi. Mình làm gì mà mình không lượng sức mình thì hoàn thành cái việc ấy thì chắc là sau mình không đủ sức để làm được những cái việc khác nữa. Đặc biệt là cái chuyện quan hệ tình dục nó tiêu tốn một cái năng lượng rất là lớn. Và nó đòi hỏi mình phải có thời gian, rồi có cả cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ lao động vân vân, để hồi phục lại cái sức khỏe của mình thì mình mới có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình được. Nhưng mà vợ nó đòi hỏi cao thì em muốn hỏi chương trình cái thứ ba nên sao? Đấy, bây giờ cái mình cần bàn là không biết là cô này là sinh lý hay là bệnh lý, có trục trặc gì không, đúng không? Thông thường một người phụ nữ mà đã ngoài 50, đặc biệt 52 mà làm cái nghề mà như tôi đã nói lúc đầu, tức là rất là áp lực về mặt
thời gian cũng như là áp lực, rất nhiều những cái stress có thể gây ảnh hưởng đến cô ấy. Thậm chí nhiều người người ta còn không đáp ứng được cho chồng hoặc là bạn thỉnh. Ngược lại ở nhà mình thì theo tôi thì thế này. Thực ra với một người phụ nữ 52 tuổi thì đời sống tình dục của họ nó bắt đầu bước sang một cái trang khác rồi. Thậm chí có thể nói là nửa trang khác. 52 tuổi là người ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Chỉ khoảng đến, bởi vì chỉ 55 tuổi là cùng là người ta sẽ mãn kinh. Đấy, những người mà mãn kinh muộn quá cũng không tốt đâu. Chính vì thế mà theo tôi thì thế này, có lẽ là nếu như vợ bạn không có vấn đề gì về mặt tâm lý nhá. Tôi đang nói về mặt tâm lý không có vấn đề gì. Thì mình sẽ mình có thể trao đổi với vợ được. Tất nhiên là những cái gì cần thì bạn đã làm rồi, bạn đã nói rồi. Nhưng mà theo tôi thế này, mình thay đổi phương pháp đi. Hy vọng là cô ấy không bị rối loạn một cái gì đó về cảm xúc tình dục. Cho nên nó mới cái... Chứ còn một người phụ nữ đã 52 tuổi rồi thì nhiều người còn gặp khó trong cái chuyện đấy, chứ không phải là lại còn đòi hỏi cao đến như vậy. Tất nhiên là cái gì thì nó cũng có thể có những trường hợp ngoại lệ. Đó, có cái điểm dừng, có cái mức độ của nó ấy. Bây giờ thế này, mình hãy cùng với cô ấy, tức là không quan hệ tình dục thì thực ra nó cũng có nhiều cách mà. Nó cũng có nhiều phương pháp lắm. Để quan trọng nhất là phù hợp với cái sức khỏe của mình, phù hợp với điều kiện của mình. Nhưng trên hết cũng mang lại được cái cảm giác thỏa mãn cho vợ. Thế thì anh có thể là mình có dành thời gian mình nói chuyện, rồi mình có thể thể hiện những cái động tác âu yếm vuốt ve. Thế rồi tức là làm cho cô ấy sẽ thấy thoải mái, chứ không phải là để chỉ có tập trung vào cái chuyện đó, đúng không? Đấy, buổi tối thì mình nên dành thời gian mình xem phim hoặc là mình đi đâu đó chơi, rồi tùy theo cái điều kiện, cái chỗ ở của anh ấy, anh có thể có nhiều các cái hoạt động đi. 52 tuổi mà đã là giáo viên rất cần để tập thể dục buổi tối đi. Ví dụ đi bộ hay là có những cái hoạt động thể lực gì đó để cho nó hồi phục lại sức khỏe. Nhất là giáo viên mà đứng nhiều như thế là những cái bệnh giãn tĩnh mạch, rồi những cái bệnh về liên quan tới chân ấy. Nhiều khi vợ chồng đang ngủ về nhau, vợ đôi khi vợ nói này, nếu anh nói đùa hay nói thật thì em cũng chưa xác định được, này em không đáp được, anh mà không đáp ứng được cho em là em có thể em đi ra ngoài đấy. Tôi tin là với một người là giáo viên và hai vợ chồng với ăn ở với nhau tới năm mặt con rồi, chắc là cô ấy cũng chỉ đùa với anh thế thôi, chứ còn cũng không, phụ nữ đã 52 thì cái cơ hội để làm một chuyện đấy nó cũng không thể nào nó nhiều được. Chỉ có điều tôi muốn nói rằng là anh đang rất nỗ lực và rất cố gắng, hãy tìm ra một cái phương pháp nào đấy nó hợp lý nhất cho nhà anh. Chia sẻ rồi là mở các cái hoạt động ra, rồi làm thêm những cái việc khác vào, để cho đến lúc khi mà lên giường thì sau đó thì mình sẽ đi ngủ thôi nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Ơn chương trình và bác sĩ mỗi ngày càng phát triển thêm để có bổ ích cho xã hội nhé. Vâng, cảm ơn anh. Chúc cho hai vợ chồng anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Hưng Yên. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Vâng. Alo, vâng, tôi nghe đây ạ. Tôi tên là Đại ở Hưng Yên, tôi đang có cái hỏi chương trình là vợ tôi mất 10 năm nay rồi, sau đấy 3 năm trước thì cái món như nó vẫn mỡ. Thế nhưng mà đến 4-5 năm nay dần dần nó dù tôi trả lên đi, nhưng mà tôi không thấy người khác. Tôi vẫn cứ thèm, không biết được bây giờ cho tôi tư vấn thì có loại thuốc gì uống cho nó lên không? Dạ vâng, xin lỗi hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 69 tuổi. Vâng, bác 69 tuổi và có cái vấn đề muốn hỏi về cái nhu cầu về sức khỏe tình dục của mình đúng không ạ? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bác nhé. Xin mời bác lắng nghe ạ. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào chị. Vâng, anh năm nay 69 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, và chị nhà đã mất 10 năm nay rồi đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, tôi xin lỗi tôi hỏi anh một chút, nó hơi khó một chút là trong 10 năm nay thì cái đời sống tình dục của anh thế nào ạ? Khi vợ tôi mất thì khoảng 5 năm là tôi vẫn máu. Thế nhưng mà đến 4-5 năm nay
cứ cái món kia là cứ thấy nó chuẩn. Vâng, ý tôi muốn hỏi là anh có bạn tình không ạ? Hoặc là anh có thực hiện cái việc quan hệ tình dục với ai không hay là như nào? Tại vì thầy nói đúng là cũng không có bạn tình, nhưng có người khác họ cho tôi. Nếu mà cho nó lên đi sau là cứ cho vào nó lại. Vâng, 4-5 năm nay mới bị như thế đúng không? Vâng, vâng. Và anh năm nay 69 tuổi rồi, anh có mắc một cái bệnh mãn tính gì không ạ? Nói thực sự là mãn tính là bây giờ là dạ dày với huyết áp. Vâng ạ. Tiểu đường có không anh? Không không. Vâng, dạ dày, huyết áp. Anh huyết áp của anh là tăng huyết áp ạ? Vâng. Vâng, anh có phải điều trị thuốc thường xuyên không ạ? Ừ, có. Vâng. Anh bị tăng huyết áp lâu chưa ạ? Mới được hơn năm rồi. Hơn năm nay, vâng. Thực ra thì ở cái tuổi như của anh rồi thì đương nhiên là cái ham muốn về tình dục nó vẫn còn. Chứ đàn ông thì chắc chỉ khi nào mà cắt đầu gối không ra máu nữa thì cái đấy nó mới hết thôi. Vâng. Thế nhưng mà bởi nó là một phần tất yếu cuộc sống mà, người ta chỉ khi người ta trục trặc ở đâu đấy người ta mới không còn ham muốn thôi. Còn ham muốn nó là chuyện rất bình thường. Thế anh thì khó khăn hơn người khác một chút, tức là bởi vì anh thì cái đời sống tình dục của anh nó cũng không được ổn định lắm, bởi vì chị nhà đã mất rồi. Thế mình thì cũng không có bạn tình hay là một cái người mà mình có thể quan hệ tình dục thường xuyên. Chính vì vậy mà cái đời sống tình dục của anh nó cũng không được ổn định như người khác, như những cái người mà người ta đủ đầy. Đấy cũng là cái phần thiệt thòi của anh. Thế bên cạnh đấy thì anh lại có đặc biệt là có cái bệnh tăng huyết áp ấy ạ. Thì nếu như anh có bệnh tăng huyết áp và anh lại được dùng thuốc thường xuyên, thì những cái thuốc mà để điều trị tăng huyết áp ấy, bao giờ nó cũng có một cái tác dụng phụ là nó cũng ảnh hưởng tới cái rối loạn cương dương, tức là ảnh hưởng tới cái sự cương dương vật của anh. Thì ở tình trạng của anh có thể nó là do tác dụng phụ của cái thuốc tăng huyết áp đấy, nhưng nó cũng có thể là do bệnh lý của cương dương. Tự ý tôi nói là nó có thể là một bệnh mà nó cũng có thể là hai bệnh độc lập khác nhau. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Thực ra bây giờ thì cái đời sống tình dục của anh nó cũng rất là khó khăn, chứ nó cũng không phải thuận lợi như người khác đúng không ạ? Cho nên là nếu thực sự có nhu cầu và cảm thấy đấy là một vấn đề rất bức bách thì mình cần phải đi kiểm tra xem là có bệnh lý gì ở cơ quan dương vật không, để mà mình điều trị. Đấy. Còn nếu như trong trường hợp thứ hai là nó không phải là nhu cầu quá bức bách, mà chỉ cần anh cảm giác như là anh chỉ cần chứng minh là anh vẫn là đàn ông thôi mà nó không có bị một áp lực từ một phía nào đấy, bởi vì hiện nay cũng có nhiều người bằng tuổi anh chẳng hạn lại có áp lực từ phía bạn tình hoặc là áp lực từ phía vợ chẳng hạn, thì người ta cần phải đi thăm khám. Và muốn thăm khám thì tôi khuyến cáo là anh cần phải đến các bệnh viện chuyên về nam học hoặc có chuyên khoa về nam học, người ta sẽ kiểm tra cho anh kỹ và điều trị cho anh nếu như điều trị được. Chứ còn bây giờ anh hỏi tôi là mua thuốc gì uống thì thực ra những cái thuốc mà để cho nó cương dương vật nó không phải là khó. Anh ra hiệu thuốc anh mua nó không phải là khó. Tuy nhiên nó thực sự là con dao hai lưỡi. Nhất là trên nền một cái người có bệnh lý tăng huyết áp như anh, nếu dùng không cẩn thận thì chưa biết là thể hiện bản lĩnh đàn ông ở đâu, nhưng mà nó lại tác dụng ngược đến huyết áp thì nó lại nguy hiểm tính mạng của anh nhé. Cảm ơn chương trình nhé. Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi ở Hưng Yên vừa rồi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Thính giả gọi điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng, bạn có thể nói câu hỏi của mình đi ạ. Dạ, em hỏi là bây giờ em có yêu một cô mà bây giờ thì nói chung là cô gần tuông vô cớ ấy. Bọn em yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi mà bây giờ em muốn hỏi chương trình là có nên tiếp tục nữa hay là chia tay ấy. Vâng, yêu nhau 3 năm nhưng mà cô bạn gái thì cũng rất là hay ghen đúng không ạ? Mà mối ghen tuông vô cớ khiến cho mình đôi khi cũng rất là khó xử và không biết là nên giải quyết những cái tình huống đấy như thế nào. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn xem có cách nào không nhá. Chị chào em.
Em yêu cô này được 3 năm. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 31 chị. À 31 tuổi. Người yêu em bao nhiêu tuổi? Dạ người yêu em sinh năm 98 chị. À sinh năm 98. Tức là cũng hơn 20 thôi. Rất là trẻ. Nhờ. Các em yêu nhau là cùng đi làm hay là... Tình cờ là quen nhau trên điện thoại thôi chị. Quen nhau trên mạng xã hội ấy. Quen nhau trên mạng xã hội thôi. Em cũng đã gặp cô ấy rồi. Nói chung là nhiều cái nó vô cớ chị ạ. Nó cũng không có được hay lắm. Và cũng nó cứ hơi tí là cô ấy ghen ấy. Nên bây giờ em cũng thấy ngại. Không biết là có nên tiếp tục nữa hay không. Cái chuyện nọ nó sợ việc kia đau đầu lắm. Ờ chị nghe em nói thì chị hình dung là hiện nay em đương có một cái suy nghĩ mình có nên chia tay hay không. Nhưng mà mình vẫn còn băn khoăn. Và cái lý do ở đây là cô đấy rất hay ghen tuông. Thế nhưng chị muốn hỏi một chút là ngoài cái chuyện mà cô hay ghen ấy thì những điểm khác ở cô ấy em thấy thế nào? Nói chung là cô ấy thì anh nói thì cũng được, vì cô ấy thì cũng làm bên công ty may, thì cũng làm tổng trưởng ấy, làm quản lý ấy. Nên nói chung là nhiều khi là cô ấy cũng không thể hiểu công việc của em, thì em phải đi xa về công việc nhiều quá. Cũng nhiều khi thì chính em thì em cũng hay nóng, mà đã khi đã vào công việc em đã làm một cái gì hết thì là nó phải chuẩn xác hơn chị ạ. Chứ còn nếu mà cứ cái kiểu mà ghen tuông nó không có cái cớ gì ghen tuông với em thì không được. Thì em thì mối quan hệ nó cũng nhiều, người ra xã hội bây giờ mình đi làm thì nó cũng nhiều ấy. Em làm quản lý mà rồi, là rồi. Em cũng thấy nó cũng nhiều ấy. Em còn bạn bè, còn mối quan hệ, còn công việc, còn các sếp lãnh đạo, ví dụ như nữa đi tiếp đoàn tiếp nữ tung tung là cũng phải đi, rồi đi với sếp thì phải đi nghỉ rượu, phải nữa giao lưu. Nhưng mà cô ấy làm thế là mẹ em ấy, cô ấy cứ quản lý em, không cho em đi, không cho em một cái gì thì chỉ bảo là như thế thì làm sao được. Thế điều này em đã nói với cô ấy chưa? Em nói rất nhiều lần, cô ấy tính rất bảo thủ chị ạ, nên là cái gì là mình cũng xin hết đấy. Cô ấy thì nói chung là cô ấy yêu em thật lòng, vì là như thế này là em trước khi em đi học hơn 2 năm ấy, là em đi học là em cũng không liên lạc gì với cô ấy. Mà đến sau là khi em về thì em mới tìm lại số điện thoại để em liên lạc. Tìm lại thì cô ấy bảo là cô ấy đợi em 2 năm trời, và bạn bè cô ấy cũng nói bảo là cô ấy cứ đợi anh như vậy. Mà cứ khóc vì anh, nhưng mà tại sao mà anh lại bỏ bạn em, bảo phải là anh bỏ mà anh vì nhiệm vụ anh phải làm, anh phải đi. Nên là anh bị mất máy, mất hết tất cả các số điện thoại liên đi lạc. Đi học tận đâu mà không thể liên lạc được. Vì là em đi học trong Nam, vì là cái thời gian em đi học ấy là em cũng không muốn liên lạc với ai cả, vì em muốn là chú tâm vào việc học để mình thành đạt về công việc kia. Thế bây giờ mà cứ liên lạc, cứ tán tỉnh như là nữ thì nó nhiều khi là nó cũng không thể chuyên tâm vào việc chuyên ngành của mình được. Liên lạc không có nghĩa là tán tỉnh, và liên lạc cũng không có nghĩa là mất thời gian đâu. Thực ra thì cũng có thể là mình quá bận việc học rồi, có khi vì một cái lý do gì đó thôi bây giờ không nói nữa. Nhưng mà sau khi đó khi về thì mình thấy rằng là người con gái này đã chờ đợi mình và mình rất là cảm động. Nhưng cái quan trọng mà chị muốn hỏi em ở đây đấy là nó không phải chỉ riêng cái chuyện cô chờ đợi mà khiến mình cảm động và mình lại yêu đâu. Mà nó phải xuất phát từ chính chỗ là em có yêu cô này không? Em yêu mà gì? Đấy, nếu như em yêu mà mình thấy rằng là có những cái điểm này điểm kia nó cũng chưa thật sự là hòa hợp lắm thì mình với sẽ cố gắng là như thế này chị này. Là em chuyện giải quyết chuyện gia đình nó cũng nhiều, chuyện gia đình nhà em ấy nó cũng phức tạp, nó đau đầu ấy. Em thấy chán quá chị. Thế này này, thực ra thì việc tiếp tục hay là mình dừng lại một cái mối quan hệ nào đó ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào chính bản thân em thôi. Nhá. Nếu như mà cái tình yêu mà nó đủ lớn thì người ta có thể là bỏ qua một vài những cái điểm mà nó chưa thật sự tương đồng, để gọi là các cụ ngày xưa bảo yêu nhau thì vạn sự chẳng nề, mà 100 chỗ lệch thì cũng kê cho bằng. Nhưng mà nếu như khi mà mình yêu mà mình thấy rằng là nó quá phức tạp đi và mình cảm thấy là dường như hai người không hợp nhau. Đấy. Ban nãy thì em có nói về chuyện là hay ghen. Nhưng mà qua cái trò chuyện giữa chị và em thì chị thấy là nó không những thế mà nó còn là cái chuyện không hợp nhau. Ví dụ mình muốn tâm sự với cô nhưng mà cô lại không lắng nghe mình. Hoặc là cô lại nói ra những điều mà có thể làm cho mình cảm thấy bị tổn thương ấy.
thì những cái đó nó cũng có thể làm cho cái tình yêu nó bị ảnh hưởng. Và chị nghĩ là em cứ suy nghĩ và em tự hỏi chính cái trái tim của em xem là cái tình yêu thật sự là nó còn đến chỗ nào. Thế nhưng mà cũng có thể khi em gọi đến đây là nó còn có những cái vân vân khác. Nếu như mà có còn những cái vân vân nào đấy thì em cũng lại phải tự tìm hiểu xem là à, vì cái lý do gì mà mình phân vân. Và nếu như chỉ vì lý do ấy mà mình tiếp tục một cái tình yêu thì liệu cái tình yêu ấy có phải là một cái tình yêu tốt đẹp và nó có phải là một cái động lực cho mình hay không? Thì mọi cái câu hỏi ấy là mình phải đặt ra và mình cố gắng tìm cái câu trả lời. Và sau đó thì mình mới có thể đi đến cái quyết định nó hợp lý được em nhé. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Bình. Alo. Vâng, em chào chương trình nhá. Em nói này là em đi lái xe. Vâng. Bọn em đi làm công nhân ý, thì là 5-7 năm nay về Đài Hoài chuyện trong tình cảm gia đình nhưng không Đài Hoài gì ạ. Mà vợ em thì hai đời chồng rồi. Mà em nó ngủ với em nó cũng bảo em là kiểu là cái của em nó nhỏ nhỏ không đau độ nó nên là em nói ra ngại. Chương trình thông cảm em tí. Vâng, tức là 5-7 năm nay rồi đúng không ạ? Hai vợ chồng trong cái quan hệ tình cảm nó có những cái mà không được hòa hợp, phải không ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ, em chào chị Mùi ạ. Ban nãy thì em có nói là vợ em không đối hoài đến em này. Và em có nói là vợ em cũng đã có hai đời chồng rồi. Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Như thế tức là lấy mình là người thứ ba. Dạ vâng ạ. Hai em đã có con chưa? Dạ em có một con chung ạ, còn ba con riêng của vợ. À, ba con riêng của vợ. Và hiện nay thì ba con riêng của vợ cũng cùng ở với em luôn. Dạ vâng ạ, ở nhà em luôn ạ. Như thế tức là mình cũng phải chăm sóc thêm cho ba đứa trẻ con. Và thế là có bốn con tất cả, vất vả đấy em nhỉ. Vất vả chị. Rồi, mình đi lái xe như thế thì bao lâu về nhà được một lần em? Em có tuần về một lần thì em đi Bắc Nam tuần về lần. Đi Bắc Nam tuần về một lần. Có và về. Ở nhà có được lâu không? Ở nhà cũng được 2 ngày. Ở nhà 2 ngày. Thì thông thường ra thì lâu lâu mới về được như thế là tình cảm vợ chồng rất là mặn nồng đấy. Nhưng mà vợ thì lại nói là không được cảm thấy thoải mái lắm. Nó diễn ra từ khi mà các em mới lấy nhau hay là gần đây em? Chị em cách đây khoảng 2 năm rồi, nó giãn ra vợ chồng sinh hoạt, nó giãn ra nó. Nó bảo em chẳng cảm giác gì, em cảm giác cây khổ, củi khô ấy chị ạ. Củi khô tức là về phía vợ em đấy. Vợ em không cảm thấy có được một cái sự hưng phấn nhất định. Dạ vâng. Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ vợ em năm nay là 33 tuổi ạ chị ạ. 33 thì vẫn còn trẻ. Nếu như mà có những cái hiện tượng mà gọi là người ta hay gọi là khô hạn này hay gì đó thì nó cũng là sớm đấy. Còn thông thường thì có thể nó phải là cuối cái tuổi 30 hoặc là sang tuổi 40, tức người ta gọi là tiền mãn kinh, thì nó có thể có những cái sự thay đổi về mặt nội tiết đấy em. Dạ vâng. Thế thì nếu như ở cái khía cạnh gọi là nội tiết thì có lẽ là mình phải đi thăm khám em ạ. Dạ vâng ạ. Nhá. Em nói với vợ đi. Em bọn em thăm khám nhiều chứ chị. Thì người ta bảo thế nào? Bọn em bình thường mà. Bình thường. Thế như thế tức là thuộc về phía em à? Em nói ra đấy thì của em chắc là nó là chỉ quan hệ được một phút thôi chị ạ. Thế hả? Nếu quan hệ chỉ được một phút thì như thế là nó sẽ liên quan đến vấn đề là xuất tinh sớm. Và như thế thì em lại phải đi thăm khám nhá. Em đã đi khám bao giờ chưa? Dạ em chưa chị ơi. Thế thì bớt chút thời gian đi. Em có thể với điều kiện là lái xe như em thì đi đây đi đó nó rất là dễ. Cho nên em có thể là đến thẳng bệnh viện Việt Đức đi, có khoa Nam học. Thì em đến đấy em sẽ được các bác sĩ khám một cách rất là cẩn thận và đưa ra những cái tư vấn rất là tốt. Bởi vì nếu như vợ thì 33, em chắc là cũng chưa nhiều tuổi lắm. Em bằng tuổi vợ. 30 mấy. Và như thế thì bình thường ra là đời sống và tình dục nó còn đương rất là gọi là sung mãn đấy. Nhưng khi mình vấp phải những cái trường hợp như này nó cũng làm ảnh hưởng đến cái quan hệ vợ chồng.
Và chị nghĩ nếu vợ đi khám rồi không bị sao thì đến lượt mình. Mình phải đi khám và em khám ở Bệnh viện Việt Đức nhé. Khoa Nam Học Bệnh viện Việt Đức. Và các bác sĩ sẽ tư vấn cho em. Thì khi đó em có thể sẽ giải quyết được vấn đề của mình đấy nha. Rồi chị chào em. Em đang định. Vâng, em chào chị nha. Vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Tĩnh phải không ạ? Vâng, vâng. Tôi có cái vấn đề này. Tôi thì khiếm thị. Tôi có đứa con trai nó xây dựng gia đình năm ngoái, tháng 8 năm ngoái đấy. Vâng. Vâng, khi thế thì khi lúc xây dựng gia đình thì nó bảo là nó có thai. Thì đến lúc đâu được 2 tháng nó bảo là nó không phát triển như nào đó. Thì cái đó tôi không biết bởi vì tôi khiếm thị mà. Mà hơn nữa thì tôi lại là đàn ông cho nên tôi không biết cái chuyện đó. Thì đến lúc người ta bảo bỏ thì bỏ đi. Cho đến bây giờ thì cũng cháu nó chưa có lại. Thế thì tôi muốn nhờ tư vấn của bác sĩ. Và hiện nay thì trong phòng thu có bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chị, đúng rồi, bác, vâng, chị sẽ có những cái lời tư vấn dành cho anh nhé. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào chị. Tôi muốn nghe lại câu chuyện của anh một chút. Tức là hiện nay anh đang hỏi cho con gái à? À, tôi đang hỏi con dâu ấy chị ạ. À, con dâu, vâng. Ừ, anh hỏi về việc là như thế nào? Tức là cháu nó có nói với anh là nó đã bị hư thai một lần. Đúng rồi. Thế và bây giờ thì anh muốn hỏi là tại sao nó lại chưa có à? Tức là 6-7 tháng rồi, bây giờ nó chưa có lại ấy chị ạ. Vâng, tôi xin lỗi là thế con dâu anh đâu ạ? Con dâu tôi nó đi làm. À, đi làm, vâng. Bởi vì tôi rất muốn là được gặp bạn ý. Nó là sinh năm 1999. Vâng. Con trai nó sinh năm 97, bây giờ nó thì tôi thì nói thật với chị Hải là tôi thấy nó bức xúc quá, nó khổ quá. Bởi vì tôi có mỗi mình nó, mà hơn nữa thì là tôi bị khiếm thị mà. Vâng ạ. Vâng. Thành ra là mình cũng rất là mong muốn con cái nó ổn định cuộc sống, rồi nó bảo nhau, nó làm, nó ăn. Thế nó để được đứa cháu cho mình vui rồi là một phần thôi, nhưng mà cái hạnh phúc nhà nó cũng bền vững hơn anh nhỉ. Chứ bây giờ nó như thế này thì đúng là nó cũng mong manh mà cũng chả biết là có cái khổ thế này là chị Hải. Vâng. Tôi có cái khổ thế này là bà xã của tôi thì lại bị tâm thần phân liệt ấy. À thế ạ. Vâng. Ồ, cho nên là tôi bây giờ nó đau cái đầu ghê gớm ghê gan ấy chị ơi. Đúng rồi ạ, vâng. Tôi cũng rất hiểu cái hoàn cảnh của anh. Bản thân mình đã khiếm thị, đã vất vả hơn người khác rồi. Thế và vợ thì lại bị mắc một cái bệnh về tâm thần. Mà cái bệnh đó thì nó lại chẳng làm được cái việc gì cả. Và đúng lúc rồi. Nào cũng phải canh, phải giữ. Không thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc sống của... Thôi chị ơi, thỉnh thoảng cứ một năm vài ba lần như vậy. Chị ấy có được uống thuốc đều không em? Dạ, có chị ấy cứ... Hết thuốc thì lại phải chạy ra ngoài viện lấy mà. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, bệnh đấy là bệnh điều trị suốt đời. Nó cũng là bệnh xã hội và cũng được cấp thuốc miễn phí đấy. Thế là anh phải cố gắng cho chị uống thuốc đều. Bởi vì là riêng cái uống thuốc đều là nó đã giúp cho cái bệnh của chị nó ổn định. Nó không có những cái cơn tái phát. Hoặc là những cái cơn cấp tính thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng tới cuộc sống của chị ấy. Cũng như là những người xung quanh hơn. Thế quay trở lại chuyện cháu nhà anh ý, thì thực ra là con cũng mới có 20 anh nhỉ, sinh năm 99, 20-21, thế con cũng bị hư thai một lần. Thực ra cũng có rất nhiều cháu sau cái lần hư thai đấy nó cũng có thể mang thai lại dễ dàng. Nhưng bên cạnh đấy nó cũng có những cái cháu mà sau cái lần mang thai ấy, là nó bị hư thai ấy, thì do ví dụ như là do cái cơ thể của nó hoặc là do cái lúc mà nó xử lý thai hư ấy ạ, nó có vấn đề gì đấy bị trục trặc chẳng hạn, nó làm ảnh hưởng tới cái hoạt động của buồng trứng hoặc là tử cung đấy, thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên của con. Đấy, chính vì thế mà thực ra anh hỏi tôi thì tôi cũng rất khó nói với anh được các cái nguyên nhân mà tôi phải gặp con. Thì tôi hỏi thêm về các cái chu kỳ kinh nguyệt của con, rồi cũng như là những cái hoạt động khác thì mình mới thể đánh giá được. Chỉ có điều là 6-7 tháng thì cũng có thể mang thai lại được rồi. Vì cái lúc mà con bị hư thai thì thai nó cũng quãng độ 4-5 tuần anh nhỉ? Đúng rồi, 4-5 tuần. Đấy, thế cho nên là bây giờ thì 6 tháng thì cũng đã đủ điều kiện để cho con có thể mang thai lại được rồi. Nếu thực sự mà ổn ý thì trước khi có thai thì hai vợ chồng bạn ấy nên, anh nói với con là hai vợ chồng nên đến cái cơ sở mà chuyên về sản phụ khoa ấy ạ.
người ta sẽ khám vô sinh ý. Tức là hỗ trợ sinh sản cho những cái trường hợp như nhà anh mà nếu có vô sinh, người ta gọi là vô sinh thứ phát. Sau một lần có thai rồi mà khó có thai thì người ta gọi là vô sinh thứ phát. Thế thì để mà tìm được cái nguyên nhân đấy thì phải khám tổng thể cả hai vợ chồng. Tức là bạn vợ cũng phải khám xem là cái tử cung của bạn ấy có tốt không, nó có bị dính hay là niêm mạc nó quá mỏng sau cái lần mà phải xử lý hư thai không. Thế rồi kiểm tra xem cái buồng trứng của bạn ấy có ổn không, trứng của bạn ấy nó có đẹp không, ví dụ như vậy. Tôi nói đẹp ở đây tức là nó có đủ điều kiện để có thể có thai tự nhiên hay không, vân vân. Thế rồi vòi trứng nó có thông thoát không, hay là sau cái lần hư thai đó nó lại bị tắc hoặc nó bị dính gì đó chẳng hạn. Nội tiết của bạn ấy có tốt không, hay là nó yếu quá, hay là nó thế nào đấy. Thì tất cả những cái điều kiện đấy nó đều ảnh hưởng đến cái việc có thai tự nhiên. Kể cả con trai anh cũng cần phải làm xét nghiệm về tinh dịch đồ. Thậm chí các bạn ấy nếu có điều kiện còn phải làm cả RH, tức là những cái để tìm cái nguyên nhân mà gây hư thai. Thế cũng như là đánh giá cái tình trạng sức khỏe của các bạn ấy thì mới có thể đưa ra những chẩn đoán sơ bộ ban đầu là các bạn ấy có khả năng có thai tự nhiên tiếp theo nữa không. Anh ạ, nhá. Vâng, anh trao đổi thêm với con để xem là mong muốn thế nào. Tôi ở Hà Tĩnh thì bệnh viện tỉnh có được không? Được anh, hai cháu nó cũng rất là trẻ. Thế bạn vợ thì mới có 20, còn bạn chồng thì cũng mới 22, 23. Có thể là chúng nó cũng chưa muốn có con anh ạ. Nó cũng muốn là làm thêm về kinh tế đỡ đần cho bố rồi là... Thì đấy, cái đấy nó phải là do xuất phát từ hai cái bạn đó. Thế nếu như mà hai bạn ấy nó cũng mong muốn rồi nó cũng thích có con rồi vân vân, điều kiện nó cũng tương đối chu đáo thì nó sẽ quyết định cái việc đó nhá. Chứ tôi nghĩ là anh bây giờ thì thôi cứ cố gắng tập trung vào chăm sóc sức khỏe cho mình rồi chăm sóc sức khỏe cho chị ấy cũng đã là quý lắm rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Vâng ạ. Em sinh năm 77. Vâng, chào bạn. Cũng thực sự ra thì vợ chồng em nó dặn nứt từ cũng từ lâu lắm rồi. Vâng. Bởi vì là em thì có cái bệnh gọi là bệnh động kinh đấy. Vâng. Vâng. Đấy thì em cũng đi làm được nhưng mà đi làm nó phập phù, nó không được đều đặn. Em kết hôn từ năm 2006. Vâng. Từ cách đây khoảng 5-6 năm rồi, vậy là em toàn ngủ một mình một giường thôi. Vâng. Thì nhà em bảo là tách hai con ra. Vâng. Thì nhưng mà nhà em nó không nghe, muốn là về vợ chồng làm sao mà nó hòa hợp nhau, mà nó mà vợ chồng nó phải gần gũi nhau thì nó mới tốt. Chứ còn nếu mà vợ chồng mà cứ một người mỗi giường thì nó không tốt được cái tình cảm. Vâng, vấn đề của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn xem là có thể có những cái cách nào hay là khám chữa ở đâu để có thể giảm được cái tình trạng bệnh và giúp cho vợ chồng bạn sẽ được hạnh phúc bên nhau. Chị chào em. Vâng. Chị nghe câu chuyện của em với cả chị Huyền rồi, em có nói là em cũng bị động kinh đúng không? Vâng. Em có điều trị không em? Em cũng điều trị nhưng mà em đang uống thuốc. Cái thuốc nó gọi là gardenan bị nevo đấy. Gần như là mình điều trị cái đấy suốt đời đấy. Vâng. Tức là mình phải tái khám rồi phải lấy thuốc và phải uống theo đúng hướng dẫn của bác sĩ nhé. Cái thuốc đấy nó rất có tác dụng là nó sẽ ngăn chặn cho em cái cơn động kinh. Thế không, nó sẽ hạn chế cái ảnh hưởng của cái bệnh đấy đối với cuộc sống của em, kể cả thể chất rồi là việc làm rồi những cái liên quan tới an toàn trong cuộc sống vân vân nhé. Thế cố gắng uống thuốc đều, uống thuốc giúp cho em tỉnh táo như này rất là tốt đấy. Thế còn câu chuyện với vợ em ấy thì em cũng nói là khoảng 5-6 năm nay thì hai vợ chồng em cũng đã không ngủ cùng với nhau đúng không? Em là cứ vào trong em ngủ thì là em nó lại không, nó lại cứ đuổi, gọi là đuổi em ra đấy. Gọi là cứ nói là chặt nên cứ nói thế kia đấy. Nhưng mà bạn ấy vẫn sống cùng nhà mình, vẫn sinh hoạt bình thường. Tất cả mọi thứ ăn uống rồi làm công việc các thứ vẫn bình thường, chỉ có mỗi là không ngủ cùng nhau thôi đúng không? Vâng.
Thế còn những chuyện khác tốt không? Ví dụ bạn ấy có chăm sóc em không? Rồi là đối xử với cả gia đình nhà mình như thế nào? Với cái cuộc sống nó thế nào em? Ôi thì đối xử với em thì cũng không có một cái tình cảm gì cả. Thực ra cái chuyện đối với người phụ nữ thì cái chuyện ngủ cùng với chồng hay là tức là một gọi là một cái thành phần rất là quan trọng của cuộc sống ở nhà em nó đã không được trọn vẹn như là mình mong muốn. Em có nói chuyện này với vợ không? Em bảo là tách hai đứa ra, người con nhà bác Cương bác ấy tách từ lâu rồi sao không tách, bảo nhà em nó bảo là không tách. Theo chị thì thế này, thực ra cuộc sống nhà em nó vẫn duy trì bình thường. Tất nhiên chỉ có một chuyện mà em cảm thấy không thoải mái khiến cho cái cuộc sống gia đình đôi khi mình cảm thấy rất là bức bách nhỉ. Thế kể cả cái những cái chuyện này chuyện khác nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống của mình. Chị thì chị không biết là vợ em có bệnh gì không, bởi vì nếu không hỏi được cô ấy thì không biết là cô ấy có bệnh giật gì không. Đấy, có khi cô ấy lại có một cái bệnh mãn tính gì đó, hoặc là bệnh lý của cơ quan sinh dục chẳng hạn. Đấy, đặc biệt là phụ nữ như nhà em thì cũng đã phải xem 40 rồi đúng không em? Thì cô ấy cũng nó cũng đã bắt đầu bước sang cái giai đoạn khác của cuộc đời rồi, tức là nó có thể đã bước sang cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi chẳng hạn. Thế thì khi mà người ta bước sang cái giai đoạn đó thì nó cũng thay đổi cuộc sống, rồi thay đổi cái sức khỏe, thay đổi cái nội tiết của cơ thể, và nó những cái điều đó nó có thể làm ảnh hưởng tới cái chuyện cái nhu cầu quan hệ tình dục của vợ. Đấy, em có lẽ là chuyện này thì thôi bây giờ hỏi các chị thì cũng chỉ đưa ra cho em những cái lời khuyên như thế thôi, chứ còn cái chính vẫn là hai vợ chồng mình phải nỗ lực cùng với nhau. Mình có thể thay đổi em nếu trong điều kiện cho phép mà sức khỏe của em tốt, hoặc là trong điều kiện nào đấy em có thể thay đổi không khí nhà mình một chút đi, ví dụ như là rủ vợ đi đâu đấy, đi du lịch chẳng hạn, chị nói ví dụ thế, hoặc là hôm nào đấy thì con nó có thể tự trông nhà được rồi, hoặc là nhờ các bác các cô gì đó trong nhà cho mình, rồi mình sẽ rủ vợ đi đâu đấy, và ở những cái dịp xa như thế mình sẽ có điều kiện để mình chia sẻ với nhau, cũng như là nói với nhau những cái điều mà mình còn cảm thấy nó không thoải mái ở trong lòng á. Thế và từ đó thì chị nghĩ là mình phải tìm được mấu chốt, mình phải tìm được nguyên nhân nó là vì sao. Ví dụ nếu nó là thể chất đấy, ví dụ như là vợ lo ngại cho sức khỏe của em đấy, hoặc là vợ sợ là em bị ảnh hưởng thế nọ thế kia đấy, hoặc là vợ bị bệnh tiếc gì đấy, thì những cái đó sẽ y học sẽ can thiệp được cho em đúng không? Nhà em thì nó cứ nói là bạn lo cho em đúng không? Nó thì em đi nhiều quá thì lại em có một lần bị đi viện rồi. Mình cũng nói với vợ rằng là thứ nhất là về bệnh lý của anh bây giờ nó cũng rất là ổn định, bác sĩ cũng cho anh thuốc rồi, anh uống nó cũng ổn định. Thứ hai là mình có thể chọn những cái tư thế hoặc là chọn những cái cách mà nó phù hợp với sức khỏe của mình ý. Thì những cái đấy nếu mà thực sự vợ mà quan tâm tới mình thì cũng có thể chia sẻ được. Tốt nhất là em nên tạo lấy một cái không gian riêng hoặc là một cái điều kiện nó phù hợp để mình chia sẻ thẳng thắn tất cả những cái điều đấy đối với vợ nhé. Thì hy vọng là nó sẽ cải thiện được. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ giữ được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chúng ta sẽ chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em năm nay kết hôn là được hơn 20 năm rồi. Vâng. Nhưng mà kiểu như là cái cuộc sống của em hơn 20 năm này thì gần như là cái cảm giác như để mà ví dụ như là mình bảo là mình sống cái cuộc sống nó có nó dễ thở hoặc nó hạnh phúc ấy. Gần như là em chưa bao giờ có cái cảm giác mình lúc nào mình cũng áp lực. Ngày xưa thì em muốn bỏ, nhưng mà tại vì kiểu như là em thương con ấy. Vâng. Bây giờ con cái em cũng trưởng thành gần như là nó gần hết rồi. Vâng. Còn mỗi một đứa út nữa thôi thì em muốn được giải thoát ấy. Em muốn được tư vấn xem là bây giờ em nên làm thế nào. Vâng, vậy thì có thể hỏi thêm một chút là trong cuộc sống hôn nhân của chị thì có những cái điều gì bế tắc hay có những cái điều gì mà cảm thấy và chị cho là rất là áp lực mà khiến mình phải nghĩ đến chuyện ly hôn? Nói chung là 20 mấy năm nay em lấy chồng thì gần như là chưa bao giờ kể cả ốm đau bệnh tật chưa bao giờ em được hỏi thăm tới chồng. Đấy là cái điều đầu tiên.
Cái thứ hai là ví dụ như là hai vợ chồng như này, anh làm hôm nay mấy năm nay đi làm chưa bao giờ anh bảo là bảo em là cầm lấy tiền để ví dụ như là bảo mẹ mày cầm tiền để tiêu hay là cầm lấy tiền để lo cho gia đình cho con cái. Vâng, vậy thì có thể hiểu rằng là không có sự chia sẻ về cả tinh thần cũng như là vật chất đúng không ạ, khiến con cho em mình còn bị đánh đập rất là nhiều nữa. Vâng. Câu chuyện của chị thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái chia sẻ cũng như là có những cái lời khuyên dành cho chị nhé. Chị chào em. Trước hết thì chị xin chia sẻ với em về cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn và rất đáng buồn như em vừa mới chia sẻ với chị Huyền. Em có nói là mình không những là chồng không bao giờ hỏi thăm này, không đưa tiền mà lại còn bị đánh đập nữa. Chị cũng muốn hỏi một chút là vậy thì cái việc mà mình nuôi các con rồi mình chi tiêu các khoản trong gia đình ấy thì kinh phí từ đâu hả em? Em là do em. Lại do mà em kiếm. Hiện nay thì các cháu cũng đã trưởng thành rồi. Có công ăn việc làm, đã có cháu nào xây dựng gia đình chưa? Em hai cháu gái em xây dựng rồi. Thế hả? Cháu út thì năm nay đang học cấp 3. Được làm bà ngoại chưa? Em làm bà ngoại rồi ạ. Thế hả? Chúc mừng em. Thế nó cũng có một cái niềm vui đấy nhờ. Các con có quan tâm đến mẹ không? Các con thì em thì quan tâm đến mẹ chị ạ. Đấy, thế thì thương mẹ. Thương mẹ, đấy nó cũng là một cái nó an ủi. Út thì là con trai con gái em? Cháu út là con trai chị ạ. Là con trai, và bây giờ thì đương học cấp 3. Đã sắp học hết chưa? Chuẩn bị đi đại học chưa? Cháu đang học lớp 10. Đang học lớp 10, tức là mới đầu cấp thôi. Như thế tức là mình cũng đảm đang đấy, bởi vì là nuôi ba đứa con mà toàn bằng tiền của mình thôi. Chồng không đưa một chút nào cả. Anh ấy làm cái gì và cái khả năng làm kinh tế của anh ấy có tốt không? Tức là nhà em thì làm kinh tế thì cũng bình thường. Là nhà em ở Bắc Linh, nhà em có cái nghề làm mộc chị ạ. Đấy, nhưng mà cái cơ bản là như này. Tức là anh ấy cũng có thể cái thói quen xấu của anh ấy cũng là một phần là do em. Bởi vì là từ ngày xưa em có một cái tính, đến là cái tính này chung là cái tính tự ái rất là cao. Đấy là được việc đầu tiên. Cái thứ hai là kiểu như là em có một cái tính là rất là chiều chồng nữa. Đấy. Là ngày xưa khi mới lấy nhau, từ lúc em có 16 tuổi thôi. Thế hả? Đấy, vâng. Kiểu như hai ông bố tự chơi thân với nhau, không hứa gả con cho nhau á. Là xong em học hết lớp 10 thì em nghỉ cái, thì ông bố chồng sang hỏi cho chồng em, mà chồng em thì là thích em nhưng mà để là sang hỏi luôn. Xong rồi đến khi mà em lập gia đình thì tại vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với ai, và cũng chưa bao giờ mình kiểu như là chưa bao giờ kiểu như là yêu một người khác, một người nào bao giờ. Đến khi về lấy về nhà chồng em chỉ biết có chồng thôi em. Đấy, cho nên là mình cảm giác như lúc ấy mình rất là cần chồng. Hàng bao nhiêu năm trời, lúc nào em cũng chỉ có kiểu như là lúc nào em cũng chỉ kiểu như em coi anh ấy như là cái bầu trời của em ấy. Đấy, cho nên là không, tức là lúc nào cũng thế, em sống luôn luôn em phải trong cái cảm giác là kiểu như là chịu kiểu như cái cảm giác như chị như một người kiểu như là, nếu như thời giờ người ta gọi là kiểu như một người đi ở. Lúc nào cũng thế, kiểu như là anh ấy có thể làm tất cả mọi thứ theo việc của anh ấy, theo quyền của anh ấy, nhưng mà riêng em thì kiểu như là khi bất kể mình muốn nói cái gì, làm một cái gì, thậm chí ví dụ như là ví mình muốn nói một cái gì đấy mình cũng không được phép nói hay là không được phép lên tiếng. Tức là em nhận thấy là dường như là những việc mình làm nó lại tạo ra những cái thói quen mà nó không ổn một tí nào ở phía ông chồng. Thế nhưng mà theo như em kể đấy thì có vẻ như cái giai đoạn đầu anh ấy thích em này, ông bố chồng sang hỏi này, và em cũng đồng ý cưới, và khi về thì thời gian đấy là thời gian đầu chắc cũng ổn đúng không? Nói chung là thời gian đầu thì là em vẫn sống bình thường. Được bao nhiêu năm sống bình thường? Nói chung là sống bình thường chỉ được thời gian đầu thôi chị ơi, chỉ được độ tầm 2 năm đầu thôi. 2 năm đầu thôi. Kể cả là 2 năm đầu thì vẫn là không bao giờ anh đưa tiền cho em. Đấy. Tức là ngay những ngày đầu tiên cũng không bao giờ. Anh ấy đi làm thợ, ngày xưa ở nông thôn nó khổ chị ạ. Em ví dụ như là còn chỉ mình có bầu ấy, bụng to mình cứ đi cắt cỏ rồi nuôi trâu nuôi bò làm ruộng. Nhưng chị hỏi một chút này. Vào cái lúc bấy giờ thì em có nói là anh ơi em mệt lắm, anh ơi hết cả tiền rồi không? Hay là mình không nói gì? Có chị ạ. Tại vì em không,
Tức là anh ấy phải thừa biết là em ở nhà em chỉ làm như thế, em không có tiền. Rồi. Thế nhưng mà ví dụ em bảo là anh ấy có Yến cho em tiền để em mua. Tiền để em viết em sắp đẻ chị. Rồi. Em sắp đẻ. Đấy, sắp đẻ đấy. Thứ hai là em bảo là cho em tiền để em mua tã hoặc là lọ kia đấy. Tức là anh ấy cứ bảo là làm gì có tiền, hoặc là ví dụ anh bảo là... Thế nhưng mà về sau thì làm thế nào mình lại vẫn cứ có tiền? À, lúc đầu thì em chỉ ở nhà cắt cỏ làm ruộng đi. Sau thì em thấy nó khổ quá, em bắt đầu em đi chợ chị. À, thế em bắt đầu đi ra ngoài, em đi buôn rồi làm, em buôn phế liệu. Đấy. Em buôn phế liệu xong là kiểu như em đi mua lại của họ, của đại lý. Rồi, xong thì em lại đi làm giấy bóng, nhà em thuê người làm. Nói chung là em bắt đầu vay tiền của mẹ em. Dạ, ngày đấy em bắt đầu vay khởi nghiệp, em chỉ vay của mẹ đẻ có 250 thôi. Rồi, em mua một cái xe đạp, đấy sau em đi đổi kẹo, xong bắt đầu em làm dần thế nào. Thế là mình rất là nỗ lực. Bởi vì mình thấy rằng là có vẻ là người chồng cũng không để ý đến lắm. Và nếu như mình muốn nuôi con, để cho con nó không bị khổ thì mình cũng phải quyết tâm thôi. Thực tế thì chị thấy là như này, rất là nhiều gia đình thì cả chồng cả vợ đều phải làm thì mới có thể là có kinh tế. Chứ cũng ít cái gia đình mà có thể là chỉ có người chồng làm thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà người chồng làm được đấy thì thường là người ta cũng sẽ làm sao là có thể phải chu cấp cho vợ để cùng với cái khoản mà người vợ làm được đấy để lo cho kinh tế gia đình. Nhưng mà trong trường hợp của em đấy thì chồng lại không đưa một tí nào, và khi mà không được đưa như thế thì em cũng thôi tự mình đi làm, và từ đấy em cũng không đòi hỏi gì nữa. Đấy, có lẽ là sau đó mình đã không đòi hỏi gì nữa, mà như em nói là do mình tự ái. Và thế còn em nói là chiều chồng thì là như thế nào, chị cũng chưa hiểu rõ. Chiều chồng như này thì anh ấy làm gì thì làm. Nói chung là em rất sợ anh ấy là một, nhưng mà em lại sợ mẹ chồng, sợ các chị chồng, em chồng em rất sợ. Ví dụ như là khi anh ấy ốm đau ấy, thậm chí ví dụ như anh chỉ cần đau mắt thôi ấy, nhưng mà em cũng đi mua hoa quả hoặc là mua cháo, mua chiếc mang tận giường, khăn mặt em mang tận giường để cho anh ấy lau. Đấy, tức là em rất là chiều chị ạ. Chiều mà em lúc đấy, nói chung là mình ấy lắm, mình lúc nào mình cũng sợ, lo chồng, sợ chồng ấy chị. Mình sợ chồng, mình sợ cả gia đình nhà chồng. Như thế có thể hình dung là bởi vì mình muốn mọi thứ nó yên ổn, và mình cảm thấy rằng là mình cứ phải cố gắng, mình cứ phải nỗ lực để mà mong không có chuyện gì nó xảy ra cả. Đúng rồi. Và có lẽ em cũng hy vọng là bằng một cái sự cố gắng của mình, bằng một sự nỗ lực của mình như thế, mình chiều chồng, mình thương chồng, thì mình hy vọng rằng chồng cũng thương lại mình. Mình chờ đợi cái điều đấy. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế thì nó lại ít khi mà bảo chỉ có một chiều. Mình cứ làm và sau đó thì tự dưng người ta nghĩ lại em ạ. Nó có một cái nghịch lý ở cái chỗ như thế. Thế và cũng đến 20 năm rồi mình cứ chịu đựng như thế. Cho nên là có khi chính chồng em lại nghĩ rằng là cái việc mà vợ chiều này, rồi vợ phải nghe mình, nó đấy, trở thành chân lý rồi. Nó là việc đương nhiên ý, cái kiểu là đương nhiên rồi, không có gì phải thay đổi. Thế nên là đến bây giờ nếu như mình có muốn thay đổi thì có thể mình lại vấp phải một cái phản ứng nó rất là mạnh từ phía chồng, mà như em nói là thậm chí còn bị đánh đập nữa. Bị đánh thì em bị đánh từ lâu rồi. Xưa thì em bị đánh nhiều lắm. Rồi. Vậy bây giờ em có nói đến việc là mình có còn muốn ở lại với gia đình nhà chồng hay không? Bây giờ thật sự là như này rồi này. Nói chung là cái suy nghĩ của em đến bây giờ vẫn thế. Tại vì chồng em một mình là con trai. Còn bốn cô con gái. Ngày xưa là ông bà thì ghét em lắm chị ạ. Các cô cũng thế, tại vì kiểu như là bố mẹ chồng thì lúc nào cũng chỉ binh con gái ấy. Đến bây giờ thì như nào? Bây giờ ông bà có còn ghét không? Nói chung là ông bà bây giờ thì nói chung trong lương tâm thì em nghĩ là vẫn không hòa hợp với em. Nhưng tại vì kiểu em làm quá nhiều việc cho ông, cho nên là kiểu ông bà cũng đỡ hơn ấy chị. Rồi. Thế vậy bây giờ theo em ấy, em cảm thấy mình còn có thể tiếp tục được nỗ lực phấn đấu nữa hay không? Hay là mình muốn dừng lại rồi, muốn thay đổi rồi? Em muốn dừng lại chứ. Em muốn dừng lại theo một cách là tách ra, hay là dừng lại theo một cách là mình sẽ có một cái trao đổi bàn bạc bằng một cái phương pháp nào đó để thay đổi. Tức là chồng em kiểu anh hút rượu nhiều. Thế bây giờ em bảo anh uống rượu quá nhiều. Nói chung là em cũng có cho nhiều cơ hội lắm rồi. Rất nhiều cơ hội. Em bảo là nếu như anh, tức là anh bảo bây giờ em thay đổi, tức là em bây giờ em không còn như ngày xưa nữa chị ạ.
Anh bảo em thay đổi, em bảo là đúng, em thay đổi, em không thể sống như thế mãi được. Bây giờ em cho anh rất nhiều cơ hội, bảo bây giờ trừ khi anh bỏ được rượu, bỏ được cái thói sống ích kỷ như thế, tôn trọng gia đình nhà vợ, tôn trọng vợ, thì em sẽ trở lại như ngày xưa. Nếu anh như thế, nếu anh như bây giờ thì kiểu như là ý là tốt nhất là sống như thế này đến khi thằng Chiến, thằng Út nhà em ấy có hết lớp 12 thì chúng ta chia tay nhau. Em bảo thế. Em cũng nói như thế rồi. Thế nhưng mà cách đây tầm độ mấy tháng thì cũng nói với em là ý là hứa sẽ thay đổi, nhắn tin, tức là em cứ mỗi người ở một phòng nhắn tin cho em là sẽ thay đổi. Nhưng rốt cuộc lại vẫn đâu đó đấy chị ạ, vẫn cứ đi rượu say như thế mà cứ đi 3-4 rượu về lại 3-4 giờ sáng nghe nghe, em chán, nói chung là giờ em chán hẳn luôn. Cái việc mà say rượu mà trong một thời gian dài mà để thay đổi thực sự là khó. Thế và em thì qua nghe em kể chị thấy là em cũng đã cố gắng, không phải là mình cứ chịu nhịn đâu, mình cũng đã có những cái trao đổi và mình cũng tự bản thân mình cũng thay đổi để anh ấy nhận thấy cái điều đấy. Thế nhưng mà có vẻ như là anh cũng chưa lo lắng lắm. Thế thì bây giờ thì thực ra là còn một cái quãng thời gian là từ cháu nó đưa học lớp 10 và bây giờ cũng gần hết năm học rồi. Có nghĩa là còn hơn 2 năm nữa để mà mình cố gắng xem là anh ta có thay đổi hay không. Và nếu như mà anh ấy không thay đổi thì đến lúc ấy chắc là mình cũng sẽ phải đưa ra một cái quyết định như thế nào mà nó phù hợp nhất đối với bản thân mình thôi. Nhưng mà hình như cái chữ vâng này nó không được to, nó bé bé. Có nghĩa là mình cũng vẫn rất là muốn giữ gia đình này. Dạ vâng. Đấy, cái chung là tức là em muốn giữ gia đình là vì con. Đấy. Tại vì em không muốn các cháu phải mang tiếng chị ạ. Thế nhưng mà cái cơ bản lại như thế này nữa này. Tức là bây giờ vợ chồng em là gần mấy tầm lửa năm nay là không hề đụng chạm gì rồi. Đấy, tức là cái chuyện đấy là em chấm hẳn luôn, chấm dứt hẳn luôn. Chị muốn nói một chút này. Đó là nếu muốn giữ gia đình mà mỗi người một nơi thì điều đấy thực sự là khó. Bởi vì vợ chồng nó khác, tất cả các cái mối quan hệ khác. Chính là ngoài cái chuyện mình cùng bảo ban nhau làm ăn này, rồi nuôi dạy con cái này, thì nó có một quan hệ mật thiết, chính là cái quan hệ gọi là đụng chạm với nhau, đầu gối tay ấp. Cái đấy nó là vấn đề tình cảm. Rồi trên cơ sở đấy thì có thể là mình lựa lời, mình bảo ban. Còn nếu mà lại mỗi người một nơi rồi thì chị thấy cũng khá là khó. Có thể ban đầu em nghĩ là mình dùng cái đấy như là một cái để mà điều kiện ý, để cho anh ấy phải thay đổi. Nhưng mà chị đã thấy có những trường hợp mà dùng cái đấy như một điều kiện thì cuối cùng nó lại nảy sinh ra những cái vấn đề khác. Cho nên qua cái cách em nói chuyện thì chị thấy rằng là thực sự em vẫn còn muốn giữ gia đình. Và cái lý do vì các cháu là cũng rất là lớn. Nhưng mà với mình 20 năm lập gia đình rồi, em cũng sẽ tự hỏi lại chính mình xem có phải là mình muốn giữ cho mình không. Nếu mình muốn giữ cho mình thì mình thay đổi. Như em nói là mình phải thay đổi chứ. Mình không thể cứ nhất là chồng bảo gì mình cũng phải nghe. Nhưng mà vì mình đã chiều quá rồi, mình đã rất là cố gắng theo một chiều khác rồi, bây giờ sự thay đổi của mình có thể nó sẽ phải rất là mềm dẻo, nó sẽ phải rất là từ từ. Bởi vì nếu mà thay đổi ngay lập tức theo một cái chiều nào đấy thì nhiều khi cái tác dụng nó lại không được như ý muốn. Cho nên chị nghĩ là trong trường hợp của em này thì nên đi làm tư vấn trực tiếp nhé. Em muốn đi tư vấn trực tiếp, em tư vấn ở đâu rồi chị? Em ơi, có khá nhiều những cái trung tâm tư vấn trực tiếp. Em có thể vào mạng và em tìm các cái trung tâm tư vấn tâm lý trực tiếp. Sau đó em có thể gọi điện đến và xin người ta đặt một cái lịch hẹn. Có thể mình sẽ phải tư vấn khá nhiều buổi để có những cái trao đổi, để tìm hiểu cách kỹ lưỡng hơn và có những cái hướng dẫn rất là cụ thể em nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng là anh nhà chị sẽ sớm thay đổi và chị sẽ giữ gìn được cuộc hôn nhân của mình.